Trông thấy Tần Thanh Tâm bật khóc, Dương Thanh lập tức luống cuống chân tay không biết phải nói gì. Vợ ơi, em đừng hiểu lầm, không phải như em nghĩ đâu. Anh với Tiểu Uyển không có gì cả, chỉ là... Dương Thanh vội vàng giải thích, nhưng chưa kịp nói xong đã bị Tần Thanh Tâm tức giận chặn họng, câm miệng. Hai người đã như vậy anh còn muốn giải thích gì nữa? Em chỉ tin vào những gì em nhìn thấy. Dứt lời, Tần Thanh Tâm quay lưng trở về phòng. Bởi vì bên ngoài quá ồn ào nên Tần Y cũng chạy ra, đúng lúc nghe thấy câu nói cuối cùng của Tần Thanh Tâm. Lại nhìn Dương Thanh và Phùng Tiểu Uyển đang đứng cạnh nhau, cô ta nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện. Dương Thanh, anh thật khốn nạn. Uổng cho chị tôi yêu anh, tin tưởng anh như vậy, thế mà anh dám làm ra loại chuyện không bằng cầm thú này. Bây giờ thì hay rồi, dẫn cả phụ nữ từ bên ngoài về nhà. Tần Y kích động hét lên, ánh mắt tràn đầy thất vọng. Hôm qua lúc Dương Thanh dẫn Phùng Tiểu Uyển về biệt thự, cô ta đã cực lực phản đối. Không ngờ mới qua một đêm đã xảy ra chuyện này. Tần Thanh Tâm tốt bụng như vậy mà còn phải nổi giận, đủ để chứng minh giữa Dương Thanh và Phùng Tiểu Uyển nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Y y, em nói lung tung gì vậy? Dương Thanh bị hiểu lầm bất ngờ này làm tức giận, anh và Tiểu Uyển không có gì cả, đây chỉ là hiểu lầm. Anh sẽ giải thích rõ ràng với Tâm. Phùng Tiểu Uyển sững sờ tại chỗ, cũng ý thức mình đã gây ra cho Dương Thanh phiền phức lớn thế nào, lập tức hốt hoảng nói. Chị Y đừng hiểu lầm. Em và anh Thanh thật sự không có gì với nhau hết. Em chỉ coi anh ấy là anh trai, anh ấy cũng chỉ coi em là em gái. Phùng Tiểu Uyển vừa sốt ruột vừa áy náy, không kìm được rơi nước mắt. Thế nhưng cô ta còn chưa kịp nói hết câu đã bị Tần Y chen ngang, cô ngậm miệng lại đi. Lúc nào cũng gọi anh Thanh nghe thật ngọt, các người đúng là trong sạch thật đấy. Lời nói của Tần Y tràn đầy châm chọc. Y y, em nói bậy bạ gì đấy? Dương Thanh cũng nổi giận. Anh thực sự chỉ coi Phùng Tiểu Uyển là em gái, huống hồ trước khi Thần Y Phùng qua đời, anh đã hứa sẽ bảo vệ cô ta cả đời. Quan trọng nhất là cả bố mẹ của Phùng Tiểu Uyển và Thần Y Phùng đều là người hùng của đất nước này. Được, bây giờ anh vì bảo vệ con trà xanh này, đến cả vợ con cũng không cần. Coi như tôi đã nhìn lầm anh. Tần Y giận dữ nói. Bốp! Tiếng bạt tai thanh thúy vang lên, cả không gian lập tức chìm vào yên tĩnh. Y y, anh xin lỗi, anh. Dương Thanh áy náy muốn giải thích nhưng không biết mình nên nói gì. Cút! Tần Y bỗng đẩy Dương Thanh ra, quay lưng rời đi. Anh mau đuổi theo chị Y đi. Phùng Tiểu Uyển lo lắng nói. Mọi chuyện đều vì cô ta mà ra, hiện giờ trong lòng cô ta ngập tràn cảm giác tội lỗi. Dương Thanh đứng sững tại chỗ không nhúc nhích, cảm giác hối hận đang trào. Anh biết rõ tính tình của Tần Y, dù có đuổi kịp cô ta cũng sẽ không tha thứ cho anh. Anh không thể ngờ được mình sống với Tần Thanh Tâm và Tần Y lâu như vậy lại có ngày ra tay đánh Tần Y. Anh đang do dự gì thế? Mau đuổi theo chị ấy đi. Phùng Tiểu Uyển sốt ruột bật khóc. Dương Thanh khẽ lắc đầu, thở dài nói, bây giờ đi tìm em ấy chỉ khiến em ấy kích động hơn thôi. Chờ một thời gian nữa em ấy ổn định lại, anh sẽ đi xin lỗi em ấy. Anh Thanh, nhưng mà... Phùng Tiểu Uyển còn muốn thuyết phục lại nghe Dương Thanh nói, chuyện này đều là lỗi của anh, em cũng đừng tự trách. Tại anh liên lụy em. Thấy dáng vẻ thẫn thờ của anh, Phùng Tiểu Uyển không đành lòng nói tiếp, nhưng trong lòng lại càng thêm áy náy. Vừa rồi cô ta thấy Dương Thanh ngủ trên sofa, trên người không có gì đắp nên chỉ vào phòng lấy một bộ quần áo định đắp cho anh mà thôi. Nào ngờ Dương Thanh lại phản ứng lớn như thể cô ta là kẻ xấu. Em có sao không? Dương Thanh nhìn dấu tay hằn rõ trên cổ Phùng Tiểu Uyển, tự trách hỏi. Phùng Tiểu Uyển lắc đầu đáp, em không sao. Dứt lời, cô ta lại nói tiếp, em vẫn nên thuê nhà ở ngoài thì hơn. Em ở đây không tiện lắm. Dương Thanh nhíu mày, anh đã hứa với ông nội em sẽ bảo vệ em cả đời. Hơn nữa em là em gái anh, sống ở trong nhà anh thì có gì không tiện. Em biết anh thực sự coi em là em gái, cũng biết anh sẽ bảo vệ em suốt đời. Nhưng anh có cuộc sống của anh, em cũng có cuộc sống của riêng em. Phùng Tiểu Uyển bình tĩnh nói, em thực sự không quen sống ở đây, hơn nữa em cũng có dự định của mình. Anh đừng lo. Với cả, chị dâu và chị Y hiểu lầm chúng ta cũng là bình thường. Em nghĩ dù là người phụ nữ nào gặp phải chuyện như vậy cũng sẽ hiểu lầm thôi. Nghe Phùng Tiểu Uyển nói vậy, Dương Thanh lập tức im lặng. Anh biết Tần Thanh Tâm rất tin tưởng mình. Nhưng vừa nãy lúc anh đè Phùng Tiểu Uyển xuống sofa, đứng ở góc độ của Tần Thanh Tâm đúng là anh đang muốn giở trò đổi bại với Phùng Tiểu Uyển. Sao Tần Thanh Tâm có thể chịu đựng nổi? Hiểu lầm như vậy cũng dễ hiểu. Tần Y vốn rất thân thiết với Tần Thanh Tâm,
ngay từ đầu đã phản cảm với Phùng Tiểu Uyển. Sau khi xảy ra chuyện vừa rồi, cô ta lại càng ghét Phùng Tiểu Uyển hơn. Em có dự định gì? Dương Thanh không cố chấp giữ Phùng Tiểu Uyển ở lại nữa, bèn hỏi. Cô ta vốn không mang thứ gì, cũng không cần thu dọn, cứ thế quay người rời đi. Dương Thanh nhét một cái thẻ ngân hàng vào tay Phùng Tiểu Uyển, em cầm nó đi, coi như tiền vốn anh cho em lập nghiệp, em nhất định phải nhận lấy. Phùng Tiểu Uyển vốn định từ chối, nghe Dương Thanh nói câu cuối đành phải đồng ý, thế này đi, em cứ giữ tấm thẻ này, coi như tiền đầu tư của anh. Chờ em kiếm được tiền sẽ chia hoa hồng cho anh. Được. Dương Thanh cười nói, anh đưa em đi trước đã. Hiện giờ Dương Thanh không hề biết rằng, phòng khám của Phùng Tiểu Uyển sẽ đem tới cho anh lợi nhuận khổng lồ đến mức nào. Tần Thanh Tâm vẫn còn đang nổi nóng, Dương Thanh muốn giải thích nhưng cũng biết bây giờ chưa phải lúc. Chờ cô bình tĩnh lại, anh sẽ nghĩ cách giải thích rõ ràng. Trong phòng ngủ, Tần Thanh Tâm đang ngồi khóc trên giường. Tiêu Tiêu vẫn còn ngủ say. Cô ngơ ngác nhìn con gái, trong lòng vô cùng tủi thân. Cô cứ tưởng Dương Thanh sẽ chủ động giải thích với mình, vậy mà cô đợi rất lâu vẫn không thấy anh vào phòng. Cho dù vừa rồi tận mắt chứng kiến Dương Thanh đẩy ngã Phùng Tiểu Uyển xuống sofa, cô vẫn không tin anh sẽ làm chuyện có lỗi với mình. Chỉ cần anh tới dỗ cô ngay lập tức, cô sẽ không đau lòng đến vậy. Thế nhưng Dương Thanh không làm thế, hình như đã đi ra ngoài rồi. Sao mẹ lại khóc? Mãi đến khi nghe thấy Tiêu Tiêu lên tiếng, Tần Thanh Tâm mới lấy lại tinh thần. Cô vội vàng lau nước mắt, cười gượng một tiếng, mẹ không khóc, tại mắt bị ngứa thôi. Mau dậy đi, mẹ đi con đi học. Cùng lúc đó, Dương Thanh đã đưa Phùng Tiểu Uyển rời khỏi dinh thự Vân Phong. Yến Đô là sân nhà của anh. Từ nhỏ Phùng Tiểu Uyển đã sống trong thôn Ngô Gia của Vương Thành Quan, đến cả Vương Thành Quan còn chưa từng đặt chân tới. Mặc dù có thể tìm hiểu rõ nhờ mạng Internet nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô ta tiếp xúc với thế giới bên ngoài, Dương Thanh vẫn không thể yên tâm. Nửa tiếng sau, hai người đã tới thành Cửu Châu. Chủ tịch tới rồi sao? Sản nghiệp chủ đạo của 3 trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô đều chuyển tới thành Cửu Châu. Có thể tưởng tượng trong tương lai gần, thành Cửu Châu sẽ vô cùng náo nhiệt. Lạc Bân kích động nói, theo tiến độ thi công hiện tại, 3 tháng nữa là có thể hoàn toàn xây xong. Bây giờ đã có rất nhiều doanh nghiệp chủ động liên hệ muốn gia nhập thành Cửu Châu. Không chỉ như vậy, một vài doanh nghiệp lớn ở tỉnh khác cũng muốn vào thành Cửu Châu. Dương Thanh đã đoán trước được kết quả này từ lâu, cười hỏi tiếp, tiến độ xây dựng ở các châu vực khác thế nào rồi? Lạc Bân nói, nhờ sự ủng hộ lớn của chủ tịch, vốn là kế hoạch 5 năm nhưng tôi tin có thể hoàn thành trong vòng 2 năm. Trước mắt trừ Yến Đô ra, 8 thành Cửu Châu khác đều đã chọn xong vị trí xây dựng, cũng làm xong thủ tục cần làm. Tôi đang định tự mình qua đó một chuyến, sau khi xác định không còn vấn đề gì sẽ chính thức bắt đầu xây dựng 8 thành Cửu Châu còn lại. Dương Thanh gật đầu nói, được, ông vất vả rồi. Lạc Bân bỗng hỏi, phải rồi chủ tịch, cậu bảo tôi chuẩn bị một mặt bằng để mở phòng khám hả? Bấy giờ Dương Thanh mới giới thiệu cho Lạc Bân, đây là em gái tôi Phùng Tiểu Uyển, y thuật rất lợi hại. Em ấy muốn mở một phòng khám. Ông dẫn bọn tôi đi xem thử, để em ấy chọn chỗ thích hợp. Lạc Bân hơi kinh ngạc, vội vàng nói, chào cô Uyển, tôi là tổng giám đốc tập đoàn Nhạn Thanh, tên là Lạc Bân. Phùng Tiểu Uyển mỉm cười dịu dàng, chào sếp Lạc, ông gọi tôi Tiểu Uyển là được rồi. Tôi giao Tiểu Uyển cho ông, dù em ấy có yêu cầu gì cũng phải đáp ứng. Dương Thanh yên tâm giao Phùng Tiểu Uyển cho Lạc Bân, dặn dò vài câu rồi tức tốc rời đi. Bởi vì lúc sáng bị Tần Thanh Tâm và Tần Y hiểu lầm nên anh ra ngoài từ rất sớm. Nếu bây giờ về nhà có thể kịp đưa Tiêu Tiêu đi học. Mấy ngày này Tần Đại Dũng còn phải nằm viện điều trị. Anh vốn định nhờ Phùng Tiểu Uyển đưa Tiêu Tiêu đi học mấy ngày, nhưng bây giờ chắc chắn không thể làm được vì chuyện lúc sáng. Tần Thanh Tâm và Tần Y đều rất bận rộn. Chuyện đưa đón Tiêu Tiêu đi học chỉ có thể giao cho anh. Cùng lúc đó ở dinh thự Vân Phong, Tần Thanh Tâm sửa soạn xong xuôi cho Tiêu Tiêu, vừa ra khỏi phòng đã thấy Tần Y xách vali đi ra. Y Y, em định đi đâu vậy? Chị ơi, Dương Thanh tắt em. Tần Y không nhịn được nức nở nói, sau đó lại càng cảm thấy tủi thân. Vốn chỉ là lặng lẽ rơi nước mắt, sau khi nói xong cô ta không kìm được gào lên khóc. Em nói gì, anh ấy tắt em sao? Tần Thanh Tâm cũng sợ ngây người. Không thể ngờ được người chồng hoàn hảo trong mắt mình lại có thể ra tay đánh Tần Y. Thấy em gái khóc giống lên, Tần Thanh Tâm lập tức nổi giận. Dương Thanh muốn đối xử với cô như thế nào, cô đều có thể chịu đựng. Nhưng anh đánh em gái cô thì không được. Tiêu Tiêu thấy vậy cũng hốt hoảng.
Cô bé không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết bố mình đã tát dì út. Dì út đừng khóc mà. Tiêu Tiêu vội vàng an ủi, chờ bố cháu về, cháu sẽ trả thù cho dì. Tần Thanh Tâm cố nén cơn giận nhưng không thể nhịn nổi. Cô lập tức gọi điện thoại cho Dương Thanh. Dương Thanh đang lái xe chạy như bay về nhà bỗng thấy Tần Thanh Tâm gọi tới thì rất bất ngờ. Nhưng anh nhanh chóng đoán được tại sao cô lại gọi cho mình vào lúc này. Anh lắc đầu cười khổ, ấn nghe máy, vợ ơi, anh sắp về đến nhà rồi. Em đợi anh một chút. Tại sao anh lại tát Tần Y? Dương Thanh vừa bắt máy liền nghe thấy lời chất vấn tràn đầy lửa giận của Tần Thanh Tâm. Quả nhiên vẫn là vì chuyện này. Sau khi Dương Thanh mất khống chế tát Tần Y một cái đã hối hận không biết phải đối mặt với vợ và Tần Y thế nào. Không ngờ anh lại phải đối mặt với chuyện này nhanh như vậy. Anh nói đi, Tần Thanh Tâm cả giận nói. Dù nói chuyện qua điện thoại nhưng Dương Thanh vẫn cảm giác được cơn giận của cô. Giọng điệu lạnh lẽo tột độ. Chỉ khi anh vừa mới trở về từ biên giới phía Bắc gặp lại Tần Thanh Tâm, cô mới nói chuyện với anh bằng giọng điệu này. Tâm à, anh xin lỗi. Dương Thanh không biết có thể nói gì khác, chỉ có thể nói lời xin lỗi. Em không cần anh xin lỗi. Vì một người phụ nữ ở ngoài, anh không cần cả vợ mình nữa sao? Y chỉ nói mấy câu trong lúc tức giận mà anh lại tát con bé sao? Cảm xúc của Tần Thanh Tâm ngày càng kích động, nói tới cuối không kìm được bật khóc, chẳng lẽ anh với cô gái kia thực sự có quan hệ không đứng đắn sao? Tần Thanh Tâm biết Dương Thanh sẽ không bao giờ phản bội mình, thế nhưng trong cơn giận dữ, cô vẫn không nhịn được nói ra câu này. Bố không cần con với mẹ nữa à? Bỗng trong điện thoại truyền ra tiếng nghẹn ngào của Tiêu Tiêu. Dương Thanh đang lái xe nghe thấy Tần Thanh Tâm chất vấn và tiếng con gái khóc nức nở, cảm thấy trái tim như bị một lưỡi dao sắc nhọn đâm mạnh vào. Dương Thanh, chúng ta ly hôn đi. Tần Thanh Tâm bỗng nói. Câu nói này khiến Dương Thanh bị đả kích cực lớn, cả người như bị sét đánh phanh gấp lại. Lốp xe ma sát trên mặt đất vang lên âm thanh chói tai. Trong không khí bốc lên mùi cao su nồng nặc. Dương Thanh khó nhọc hỏi, em nói gì? Ly hôn. Kít. Dương Thanh vừa dứt lời, một chiếc xe tải hạng nặng bỗng lao thẳng về phía xe của anh. Tiếng va chạm động trời vang lên, xe Dương Thanh bay thẳng lên trời lộn mấy vòng. Kít. Mấy giây sau lại vang lên tiếng va chạm đinh tai nhức óc. Xe của Dương Thanh nặng nề đâm vào vách núi. Một đống đá lớn từ trên đỉnh núi lăn xuống, nhanh chóng che lấp cả chiếc xe. Tút, tút, tút. Ở dinh thự Vân Phong, sau khi Tần Thanh Tâm vừa nói muốn ly hôn xong liền nghe được tiếng va chạm vang lên kịch liệt, sau đó là tiếng điện thoại báo bận. Dương Thanh, Dương Thanh, anh sao rồi, mau nói chuyện đi. Tần Thanh Tâm sững sờ, lúc nói chuyện giọng nói cũng cực kỳ run rẩy. Lúc nãy Dương Thanh nói cho cô biết, anh đang lái xe. Cô không phải đồ ngốc, tiếng va chạm truyền từ loa điện vừa rồi chắc chắn là tiếng va chạm của tai nạn xe. Chị, có chuyện gì vậy? Lúc này Tần Y cũng ngừng khóc, thấy cả người Tần Thanh Tâm run lẩy bẩy, cô ta cũng sửng sốt, vội vàng bước tới đỡ Tần Thanh Tâm sắp ngã xuống. Nhưng dù Tần Y có hỏi thế nào, Tần Thanh Tâm vẫn cứ không trả lời. Thân thể cô run cầm cập, nước mắt như lũ tràn đê, ướt đẫm cả khuôn mặt. Không phải Tần Thanh Tâm không muốn nói, mà do cô phát hiện ra bên chỗ Dương Thanh đã xảy ra chuyện. Lúc này cô chỉ cảm thấy cả người sụi lơ, thậm chí không còn sức để nói chuyện. Oa, bố, con muốn bố. Tiêu Tiêu vốn đang an ủi Tần Y, không biết tại sao bỗng khóc ré lên. Chị, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chị đừng khóc nữa, mau nói cho em biết đi. Tần Y nhất thời cuống lên. Tần Thanh Tâm chỉ rơi lệ, không nói câu nào, Tiêu Tiêu cũng ngồi bên cạnh khóc lớn. Điều này khiến Tần Y có dự cảm chẳng lành, trong lòng lo lắng tột độ. Thấy Tần Thanh Tâm và Tiêu Tiêu như thế này, Tần Y cũng luống cuống, không thèm để ý đến bạt tai sáng nay của Dương Thanh, cô ta lấy điện thoại ra định gọi cho Dương Thanh. Nhưng cô ta đã gọi liên tục vài cuộc điện thoại mà vẫn không liên lạc được. Chồng ơi, anh ơi! Tần Thanh Tâm bỗng hoàn hồn, đứng dậy lao ra khỏi biệt thự. Chị muốn đi đâu? Tần Y hô to, nhưng Tiêu Tiêu vẫn còn ở bên cạnh. Nếu cô ta đuổi theo sẽ không có ai chăm sóc cho Tiêu Tiêu. Cùng lúc đó dưới chân núi dinh thự Vân Phong, con đường lên dinh thự Vân Phong đã bị bịt kín bởi đá lớn rơi từ trên đỉnh núi xuống. Con đường nhựa đầy đá lăn khổng lồ, xung quanh có rất nhiều người vây xem. Cái gì, trong xe còn có người à? Ừ, tôi cũng nhìn thấy. Trên xe còn có một thanh niên khoảng 27 tuổi. Thật đáng tiếc còn trẻ mà đã gặp phải tai nạn như vậy. Cũng không biết anh ta đã kết hôn, có con chưa? Anh ta chết rồi,
bố mẹ anh ta phải làm sao? Vợ con anh ta phải sống thế nào đây? Những người có mặt tại hiện trường vụ tai nạn nhao nhao nói, ánh mắt đau lòng. Tần Thanh Tâm vừa đến hiện trường, nghe những người xung quanh nói vậy, cả người như bị trời trồng, ngay dưới chân cô là chiếc điện thoại Huawei Mate 40 mà cô mới mua cho Dương Thanh cách đây mấy ngày. Đến bây giờ, bên tai cô vẫn còn văng vẳng những lời nói của Dương Thanh khi cô tặng chiếc điện thoại này cho anh, ngày mai tất cả nhân viên của tập đoàn Nhạn Thanh sẽ đổi sang dùng điện thoại di động Huawei, ủng hộ xài hàng trong nước. Nhưng mà bây giờ chiếc điện thoại của Dương Thanh đang nằm dưới chân cô, màn hình vỡ nát. Chồng ơi! Tần Thanh Tâm vừa nghĩ tới cảnh tượng Dương Thần bị đè dưới đống đá kia thì tâm trạng hoàn toàn sụp đổ. Cô thét lên, khóc lóc, bước qua dây cảnh báo, vọt vào trong. Cô ơi, trong này nguy hiểm lắm, cô mau rời khỏi đây đi. Hai nhân viên cảnh sát vội bước lên, chặn Tần Thanh Tâm lại. Anh ấy là chồng tôi, anh ấy là chồng tôi. Các người tránh ra cho tôi phải đi cứu chồng tôi. Tần Thanh Tâm vừa khóc vừa la, không biết lấy sức từ đâu. Đẩy hai nhân viên cảnh sát sang một bên, chạy vọt vào trong đống đổ nát, bắt đầu dùng tay đào. Tần Thanh Tâm dường như không biết đau, vừa đào vừa khóc nói, chồng à, xin lỗi, em không muốn ly hôn với anh, em chỉ muốn dọa anh thôi. Em xin anh nhất định phải sống, đừng xảy ra việc gì, em thật sự không thể sống thiếu anh. Nhưng đống phế tích này cao tới 4-5 mét, chỉ với một đôi tay thì sao Tần Thanh Tâm có thể cứu được Dương Thanh? Cô ơi, xin cô đừng cản trở công việc cứu hộ của chúng tôi. Hai nhân viên cảnh sát bước lên, mạnh mẽ kéo Tần Thanh Tâm ra khỏi dây cảnh báo. Thả tôi ta, các người thả tôi ra, tôi phải cứu chồng tôi, tôi phải cứu chồng tôi. Tần Thanh Tâm điên cuồng giãy giụa. Những người xem xung quanh đều nhìn Tần Thanh Tâm với vẻ mặt thông cảm. Xe gặp tai nạn nghiêm trọng như vậy lại vừa lúc bị đá tảng trên đỉnh núi lăn xuống đập trúng, sợ là người trong xe đã bị nghiền nát. Chị, chuyện gì vậy? Đúng lúc này, Tần Y cũng dẫn theo Tiêu Tiêu đi tới. Vừa đi tới, cô ta thấy con đường phía trước bị một đống đá lớn chặn ngang, cô ta bế Tiêu Tiêu đi dọc theo đống đổ nát đến thì thấy Tần Thanh Tâm bị hai cảnh sát nắm lấy, Tần Thanh còn vừa khóc lóc vừa nói muốn cứu chồng. Dương Thanh bị xe đụng. Người và xe đều bị chôn vùi trong đống đá lăn từ đỉnh núi xuống rồi. Đều tại chị. Nếu chị không đòi ly hôn với anh ấy thì anh ấy sẽ không dừng xe lại, nếu anh ấy không dừng xe thì đã không bị đụng xe rồi. Là chị hại chết Dương Thanh. Là chị hại chết anh ấy rồi. Tần Thanh Tâm ôm Tần Y khóc giống lên. Lời của Tần Thanh Tâm như sét đánh ngang tai, khiến Tần Y ngây ra như phỗng. Chị nói anh rể đang nằm dưới đống đổ nát này. Mãi một lúc lâu Tần Y mới lấy lại tinh thần run run hỏi. Tần Thanh Tâm gật đầu lia lịa, anh ấy ở ngay dưới đống đổ nát này, chị muốn cứu anh ấy nhưng không được, hu hu, chị phải làm sao đây? Không, không thể nào, sao có thể như vậy chứ? Sáng nay anh rể còn tát em một bạt tai, em còn chưa tính sổ với anh ấy, sao anh ấy có thể xảy ra chuyện được chứ? Tần Y lảo đảo lùi về sau vài bước, nước mắt rơi như mưa, khóc lóc nói, chị đừng gạt em, anh rể chắc chắn sẽ không sao đâu. Anh ấy nhất định không bị gì đâu. Dù có bị đụng xe thật, người nằm dưới này tuyệt đối cũng không phải là anh rể. Anh ấy lợi hại như vậy, tài lái xe lại giỏi như thế sao có thể bị đụng xe được? Em không tin, em không tin. Xin cậu yên tâm, đại nhân là cao thủ thần cảnh, chút thương tổn cỡ đó chắc chắn sẽ không thể gây nguy hại chí mạng cho cậu ấy đâu. Thấy Mã Siêu có vẻ lo lắng, Đồng Chiêm Cương bèn nói, thống lĩnh tối cao của chiến vực đã phái người điều tra, hẳn không lâu nữa sẽ tìm được hung thủ đã tấn công cậu ấy. Đáy mắt Mã Siêu đã tràn ngập ý định giết người, nếu anh Thanh có mệnh hệ gì, tôi sẽ tự tay giết sạch tất cả những kẻ có liên quan đến chuyện này. Cho đến nay, bọn họ vẫn chưa điều tra ra được kẻ nào đã gây nên vụ việc này. Đồng Chiêm Cương cũng lộ vẻ muốn giết người, cậu nói đúng lắm, bất kể kẻ nào có liên quan đến chuyện này đều đáng chết. Từng giây từng phút trôi qua, Mã Siêu vẫn canh giữ tại hiện trường, anh ta cảm thấy phải đích thân giám sát mới có thể yên tâm. Đợi từ sáng sớm cho đến khi mặt trời sắp khuất núi mới đào ra được một chiếc xe. Đây chính là chiếc Phaeton của Dương Thanh. Xe đây rồi. Đồng Chiêm Cương kích động hô lớn, vọt tới. Tốc độ của Mã Siêu còn nhanh hơn, gần như chỉ một chớp mắt. Anh ta đã xuất hiện trước xe Dương Thanh, hô to, anh Thanh. Dương Thanh lúc này toàn thân đều nhuốm máu, kẹt cứng trong xe, thoạt nhìn chẳng khác nào xác chết. Mã Siêu chưa từng thấy Dương Thanh rơi vào tình trạng thảm thiết như vậy, lập tức không nhịn được mà rơi nước mắt, anh ta cố nén nỗi đau trong lòng, cõng Dương Thanh ra khỏi xe. Phùng Tiểu Huyền đã chuẩn bị sẵn sàng để cấp cứu,
Cô ta vội vã chạy tới, lấy ra một viên thuốc màu đen trong bình sứ trắng, nhét vào miệng Dương Thanh. Ngải Lâm cùng tổ chuyên gia đã đứng chờ ở đây từ lâu, lúc này cũng nhanh chóng chạy tới kiểm tra tổng thể cho Dương Thanh. Chỉ một chốc sau, vài vị chuyên gia cao cấp nhất đều bỏ cuộc, không tiếp tục cấp cứu mà chỉ lắc đầu thở dài, nói, xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Các người nói gì, đã cố gắng hết sức là sao? Đồng Chiêm Cương lập tức biến sắc, giận dữ quát lên với tổ chuyên gia, điều tôi muốn không phải sự cố gắng hết sức của các ông mà tôi muốn các ông cứu sống người này. Mã Siêu cũng tức giận quát to, sao có thể như vậy? Năm xưa trên chiến trường, anh Thanh còn từng bị thương nghiêm trọng hơn thế này cả chục lần, nhưng vẫn có thể sống sót, hiện tại sao lại không thể cứu? Mã Siêu. Ngải Lâm đã rơi lệ ướt mặt, thấy Mã Siêu phẫn nộ và đau lòng đến thế, cô ấy hét lên, vừa khóc vừa nói, cậu Thanh đã chết. Cậu Thanh đã chết thật rồi. Không. Mã Siêu lắc đầu, nói, Ngải Lâm, em lừa anh, nhất định là em đang lừa anh thôi, năng lực của anh Thanh mạnh cỡ nào, em biết rất rõ mà, anh ấy lợi hại như vậy, trên đời này làm gì có ai có thể giết được anh ấy. Ngày trước, trên chiến trường biên giới phía Bắc, ngay cả khi tên lửa rơi bên cạnh, anh Thanh còn có thể sống sót cơ mà, súng đạn đều không thể làm gì được anh ấy thì vài khối đá sao có thể giết anh ấy được. Em nói cho anh rằng anh Thanh còn sống đi, anh ấy còn sống mà. Mã Siêu đang kích động vô cùng, liên tục nhắc đến chuyện Dương Thanh từng trải qua những hoàn cảnh thừa sống thiếu chết, những thương tổn khủng khiếp anh từng nhận được trên chiến trường biên giới phía Bắc. Những vị chuyên gia cao cấp đứng quanh đó đã lặng lẽ rơi nước mắt. Những cao thủ chiến vực do Đồng Chiêm Cương dẫn tới đều hiểu biết rất rõ Dương Thanh là một vị anh hùng vĩ đại cỡ nào, mà lúc này tín ngưỡng trong lòng bọn họ đã chết, lòng ai nấy đều ngập tràn bi thương vô tận. Anh Thanh, em sẽ không để anh chết đâu. Lúc này, một giọng nói kiên định bỗng vang lên. Mọi người lập tức nhìn sang, thấy Phùng Tiểu Uyển lấy ra một túi châm, trong đó có hơn 10 cây châm bạc, hai tay cô ta thoăn thoắt bay lượn, chỉ sau vài giây, toàn bộ châm bạc đã ghim vào các huyệt đạo trên người Dương Thanh. Này cô gái, cô làm gì thế? Cậu ấy đã chết rồi, cô làm như vậy là thiếu tôn trọng di thể của anh hùng đấy. Một vị chuyên gia lớn tuổi vội vàng bước tới, cố gắng ngăn cản Phùng Tiểu Uyển. Cút ngay. Mã Siêu đẩy vị chuyên gia kia ra, ánh mắt lóe lên hy vọng. Trước đây, khi bị trọng thương ở vương tộc họ Quan, anh ta cũng đã suýt chết, sau đó đã được thần y Phùng kia cứu sống. Phùng Tiểu Uyển nhận được truyền thừa của thần y Phùng, ngay cả Mễ Tuyết đã rơi vào trạng thái người thực vật mà cô ta còn nói có thể chữa trị được. Nếu cô ta nói nhất định sẽ cứu sống Dương Thanh thì có nghĩa là cô ta chắc chắn làm được. Này cô bé, cô không thể khinh nhờn thân thể anh hùng như vậy. Mau dừng tay lại đi, cậu ấy đã chết rồi. Lại có vài vị chuyên gia lớn tuổi lên tiếng khuyên can. Cho bọn họ cút hết ra ngoài đi. Mã Siêu nói với Đồng Chiêm Cương. Rõ. Đồng Chiêm Cương vung tay lên, đuổi những người này ra ngoài. Ngay lập tức, tổ chuyên gia đã bị đuổi ra, chỉ còn mình Ngải Lâm ở lại. Vừa rồi Ngải Lâm đã tiến hành kiểm tra cho Dương Thanh, cô ấy cực kỳ chắc chắn rằng Dương Thanh đã chết. Nhưng khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của Phùng Tiểu Uyển, cô ấy bỗng nhiên kích động. Bắt đầu hoàn hồn châm. Ngải Lâm thốt lên chắc chắn. Mã Siêu cũng nói, trước kia, lúc ở Vương Thành Quan, Tiểu Uyển cũng đã dùng bắt đầu hoàn hồn châm để cứu sống một bệnh nhân đã sắp chết. Nghe Mã Siêu nói thế, Ngải Lâm khiếp sợ ra mặt, thì ra thế gian này thực sự có bắt đầu hoàn hồn châm. Thấy ngay cả Ngải Lâm cũng đã cực kỳ kinh sợ, Mã Siêu lập tức càng thêm kích động, vậy có nghĩa là Phùng Tiểu Uyển thật sự có thể cứu sống Dương Thanh. Lúc này không một ai lên tiếng nữa, tất cả đều nhìn Phùng Tiểu Uyển dốc hết toàn lực cứu Dương Thanh. Trán Phùng Tiểu Uyển đã lấm tấm mồ hôi, hiển nhiên, quá trình sử dụng kỹ thuật châm cứu này cực kỳ tiêu hao sức lực và tinh thần. Có nhiều lần, mọi người còn thấy Phùng Tiểu Uyển suýt thì gục xuống, ngay lúc đó, cô ta lập tức lấy ra một viên thuốc, nuốt vào miệng, lại tiếp tục bắt tay vào trị liệu cho Dương Thanh. Đột nhiên, từ đâu xuất hiện mấy hơi thở cực kỳ mạnh mẽ, nháy mắt đã bao trùm toàn bộ hiện trường tai nạn. Mặt Mã Siêu lập tức biến sắc, ngẩng phát đầu, nhìn về một phía. Đồng Chiêm Cương cũng hết sức căng thẳng, ra lệnh, mọi người, hãy bao vây chỗ này, liều chết bảo vệ đại nhân. Ông ta vừa ra lệnh, hơn trăm vị cao thủ đứng đầu chiến vực Yến Đô đã tản ra, vây kín khu vực này lại. Ánh mắt Mã Siêu bắn ra một tia sát khí đáng sợ tột cùng, anh ta nghiến răng nghiến lợi nói, rốt cuộc các người cũng không đợi nổi nữa rồi hả? Toàn thân Đồng Chiêm Cương cũng toát ra ý chí chiến đấu sôi sục. Ông ta nghiến răng nói, chắc là có cả cao thủ bán bộ thần cảnh. Sắc mặt Mã Siêu càng thêm nghiêm nghị,
Đương nhiên anh ta cũng cảm nhận được có rất nhiều cao thủ vừa xuất hiện, trong đó có cả cao thủ bán bộ thần cảnh. Những cao thủ chiến vực quanh đó nghe nói có cả cao thủ bán bộ thần cảnh xuất hiện thì đều lộ vẻ khiếp sợ. Cậu bảo vệ đại nhân, để tôi dẫn người đối phó bọn họ. Đồng Chiêm Cương nói. Được. Mã Siêu đáp. Dương Thanh quả đúng là mạng lớn, đã bị thương nặng như vậy rồi mà còn có người tình nguyện liều chết vì cậu ta. Bỗng có một giọng nói đầy châm chọc vang lên. Ngay lập tức, mọi người đều dồn ánh mắt về phía đó, thấy được 10 gã cao thủ người phương Tây mặc trang phục thống nhất một kiểu đang cất bước đi tới. Mỗi người trong số đó đều tản ra một hơi thở cực kỳ khủng bố. Nhất là kẻ cầm đầu, hơi thở của người này càng khủng khiếp hơn, ngay cả Mã Siêu cũng bị áp lực đè nén khó chịu. 9 cao thủ vương cảnh đỉnh phong, một cao thủ bán bộ thần cảnh, Hồng Trần quả là đã chi mạnh tay đấy. Mã Siêu lạnh lẽo nói. Anh ta đã nhận ra thân phận của đối phương, đám người này đều là sát thủ của Hồng Trần, một lúc cử tới 10 gã sát thủ có thực lực cao thế này cũng chỉ có Hồng Trần mà thôi. Thật ra nhiệm vụ của chúng tôi chỉ là giết Dương Thanh, nhưng không ngờ rằng ở đây còn có một vị thần y có thể cứu sống cậu ta. Cao thủ cầm đầu cười lạnh nói, bọn tôi không muốn thấy bất kỳ một tia hy vọng cứu sống cậu ta nào, cho nên các người chỉ có thể chết sạch. Vừa dứt lời, một tia sát khí càng khủng khiếp hơn trước từ người ông ta lan ra. Mày chết đi! Đồng Chiêm Cương nổi giận gầm lên, chân nhẹ di động, xông về phía đối phương. Giết! Cao thủ cầm đầu ra lệnh. 9 cao thủ vương cảnh đỉnh phong lập tức biến mất khỏi vị trí hệt như yêu ma, đồng loạt xông tới. Ngay khi Đồng Chiêm Cương di chuyển, mười mấy cao thủ đứng đầu của chiến vực Yến Đô cũng đều lao về phía 9 cao thủ vương cảnh đỉnh phong. Đồng Chiêm Cương là thống soái tối cao của chiến vực Yến Đô, bản thân cũng có thực lực cực kỳ mạnh mẽ, nhưng mặc dù ông ta có mạnh đến đâu chăng nữa thì cũng chỉ là vương cảnh đỉnh phong. Còn đối phương có tới tận 9 cao thủ có thực lực tương đương ông ta, thậm chí còn có thêm một cao thủ bán bộ thần cảnh mạnh hơn ông ta khá nhiều. Oanh! Nháy mắt, Đồng Chiêm Cương đã so chiêu một cao thủ vương cảnh đỉnh phong, chỉ vừa chạm nhau, cả hai đều bị đẩy lui về phía sau vài bước. Nhưng Đồng Chiêm Cương còn chưa đứng vững, lại có một cao thủ vương cảnh đỉnh phong nữa tấn công về phía ông ta. Oanh oanh oanh! 3 cao thủ vương cảnh đỉnh phong nhanh nhẹn lướt qua tuyến phòng thủ của cao thủ chiến vực Yến Đô, lao về phía Đồng Chiêm Cương. Đồng Chiêm Cương chỉ có một mình đối địch với 3 cao thủ vương cảnh đỉnh phong, thất thế, liên tục bị đánh lui. Cao thủ chiến vực Yến Đô tuy chiếm ưu thế về số lượng nhưng ngoại trừ Đồng Chiêm Cương, không có người nào có thực lực đạt tới vương cảnh đỉnh phong. Mã Siêu đang canh giữ bên cạnh Dương Thanh, thấy tình thế này, sắc mặt đã âm trầm cực kỳ, ý muốn giết người lập lòe không ngừng nơi đáy mắt. Thực lực hiện tại của anh ta chỉ có vương cảnh trung kỳ, cao nhất cũng chỉ có thể bộc phát được sức chiến đấu của cấp độ vương cảnh đỉnh phong. Trước đó anh ta còn từng bị trúng đạn ở vương tộc họ Quan, đến giờ còn chưa khôi phục, nếu bây giờ ra tay, chỉ sợ còn chẳng thể phát huy được thực lực vương cảnh trung kỳ nữa. Nhưng mà Hồng Trần một lúc cử đến 10 cao thủ vương cảnh đỉnh phong, thậm chí trong đó còn có một cao thủ bán bộ thần cảnh. Anh ta thật sự không thể nào bảo vệ được Dương Thanh. Đây là lần đầu tiên anh ta cảm thấy mình thật yếu ớt và nhỏ bé. Trước mặt những cao thủ bình thường, quả thật anh ta rất mạnh, nhưng khi đối mặt với những cao thủ đứng đầu chân chính, anh ta vẫn hoàn toàn không có khả năng chống trả. Lúc này, đừng nói đến chuyện bảo vệ Dương Thanh, chỉ e dù anh ta có muốn chạy cũng rất khó. Bây giờ, anh ta chỉ có thể gửi gắm toàn bộ hy vọng vào các cao thủ chiến vực Yến Đô. Khốn kiếp, sát thủ Hồng Trần các người dám đặt chân vào Chiêu Châu, không sợ chọc giận chiến vực Chiêu Châu sao? Một khi chiến vực Chiêu Châu phái cao thủ đứng đầu ra hỏi tội, Hồng Trần các người chỉ có nước bị diệt sạch. Đồng Chiêm Cương vung một quyền đầy lùi một sát thủ Hồng Trần. Quát lớn, vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị. Ông ta biết rõ tình cảnh hiện tại của bọn họ gian nan cỡ nào, dù bọn họ có hàng trăm cao thủ đứng đầu của chiến vực nhưng đối mặt với 10 cao thủ vương cảnh đỉnh phong của Hồng Trần thì vẫn chẳng thấm vào đâu. Cho tới hiện tại, cao thủ bán bộ thần cảnh kia còn chưa ra tay, chỉ mới 9 cao thủ vương cảnh đỉnh phong đã gần như đè bẹp bọn họ rồi. Sát thủ cầm đầu cười lạnh một tiếng, nheo mắt nói, trong từ điển của Hồng Trần bọn tôi, không có chữ sợ. Dương Thanh đã giết nhiều cao thủ đứng đầu của Hồng Trần, cậu ta phải chết. Nếu các người không muốn có thêm nhiều người chết oan uổng, tôi khuyên các người nên vứt bỏ Dương Thanh đi thôi. Mục đích của bọn tôi chỉ có một, đó chính là giết chết Dương Thanh. Chỉ cần cậu ta chết, bọn tôi sẽ rời khỏi Chiêu Châu ngay lập tức. Hiển nhiên, Hồng Trần vẫn còn tương đối kiêng dè trước chiến vực Chiêu Châu. Bằng không, bọn họ cũng sẽ không nói nhiều với Đồng Chiêm Cương như vậy. Nói vậy có nghĩa là đã không còn đường thương lượng. Đồng Chiêm Cương nghiến răng hỏi lại. Sát thủ bán bộ thần cảnh hơi cau mày,
lạnh lùng nhìn Đồng Chiêm Cương, nói, tôi cho các người 10 giây cuối cùng, nếu các người vẫn kiên quyết bảo vệ Dương Thanh thì chớ trách chúng tôi không khách sáo. Tôi cũng cho các người 10 giây cuối cùng, mau chóng cút khỏi Yến Đô, bằng không, Hồng Trần sẽ phải đối mặt với lửa giận của toàn bộ chiến vực Chiêu Châu. Đồng Chiêm Cương hùng hồn quát lớn, dù đang phải đối mặt với cao thủ mạnh hơn mình nhưng ông ta vẫn không hề tỏ ra sợ hãi. Là thống soái chiến vực Yến Đô, ông ta biết rất rõ, Dương Thanh có ý nghĩa lớn thế nào với toàn bộ Chiêu Châu. Đây là một người có thể địch được một nửa quốc gia, cho nên, dù phải hy sinh toàn bộ cao thủ chiến vực Yến Đô cũng nhất định phải bảo vệ người này. Lúc này, Phùng Tiểu Uyển còn đang liều mạng điều trị cho Dương Thanh, hai vợ chồng Mã Siêu và Ngải Lâm đều căng thẳng đứng canh trước mặt anh. Trong mắt Mã Siêu lúc này chỉ còn lại khao khát giết người hừng hực bất tận, chỉ cần cho anh ta một cơ hội, anh ta nhất định sẽ tự tay diệt sạch Hồng Trần. Nếu đã thế, chúng tôi chỉ có thể giết sạch các người, chỉ cần giết hết các người thì sẽ không có ai biết, chuyện này có liên quan tới Hồng Trần. Sát thủ bán bộ thần cảnh của Hồng Trần hừng hực ý chí chiến đấu, một luồng sát khí khủng bố từ trên người ông ta tràn ra, nháy mắt đã bao phủ toàn bộ khu vực này. Sắc mặt Đồng Chiêm Cương đã khó coi tột độ. Ông ta cũng đã nghĩ tới trường hợp đối phương thật sự muốn tiêu diệt toàn bộ hơn 100 cao thủ chiến vực Yến Đô. Chiến vực Yến Đô, bày trận. Đồng Chiêm Cương bỗng hét lớn một tiếng. Ngay khi ông ta vừa dứt lời, 100 vị cao thủ của chiến vực lập tức tụ hội lại, lấy Dương Thanh làm tâm. Mỗi một cao thủ chiến vực thoạt nhìn đều đã quyết ý liều mình, không một ai vì đối thủ mạnh hơn mình mà tỏ ra sợ hãi. Trong mắt mỗi người chỉ có kiên định và quyết tâm chiến đấu. Chiến, chiến, chiến. Đột nhiên, 100 cao thủ chiến vực đồng thanh hét vang, thanh âm chấn động đất trời, hào khí chạm mây. Đồng Chiêm Cương như đã hóa thân thành một thanh dao nhọn, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh dao găm ba cạnh, hai mắt dán chặt vào sát thủ bán bộ thần cảnh của Hồng Trần. 100 cao thủ bày trận thành hình tam giác, lúc này chợt như hòa làm một thể, trong tay mỗi người đều nắm một thanh dao găm ba cạnh lóe ánh sáng lạnh. Giờ phút này, ngay cả cao thủ bán bộ thần cảnh cũng cảm thấy một sự uy hiếp cực lớn từ phía đội ngũ của 100 cao thủ kia. Hừ, đúng là không biết lượng sức mình. Cao thủ bán bộ thần cảnh của Hồng Trần chợt vung tay, đáy mắt lóe lên một tia sáng lạnh, giết. Ông ta vừa ra lệnh, 9 cao thủ vương cảnh đỉnh phong đã đồng loạt xông về phía đội hình của 100 cao thủ chiến vực. Giết. Đồng Chiêm Cương phẫn nộ rít lên, bước chân thoáng động, nháy mắt đã lao lên nghênh chiến. Sát thủ bán bộ thần cảnh kia kinh hãi nhìn. 100 cao thủ chiến vực do Đồng Chiêm Cương dẫn đầu lại có thể đồng bộ tiến lên. Thoạt nhìn, đội hình này chẳng khác nào một lưỡi dao chứa sức mạnh của 100 cao thủ vương cảnh đang nhằm về phía 9 cao thủ vương cảnh đỉnh phong. Phụt, nháy mắt, cao thủ hai bên đã chạm mặt, Đồng Chiêm Cương giống to hơn, đâm. Ngay khi lời của ông ta vừa thốt ra khỏi miệng, các cao thủ chiến vực ở vị trí trước nhất đồng loạt vung dao găm ba cạnh trong tay. Lùi, đâm. Ngay sau đó, Đồng Chiêm Cương lại liên tục đưa ra hai lệnh, 100 cao thủ chiến vực liền lập tức lùi lại phía sau. Vòng cao thủ chiến vực ngoài cùng tung ra một đòn xong, không quan tâm chúng mục tiêu hay không, đều lập tức lui về phía sau. Tiếp đó, hàng cao thủ chiến vực thứ hai đã chuẩn bị sẵn sàng để tấn công liền vọt lên phía trước, dao găm trong tay cũng đồng loạt vung lên. Vây! Đồng Chiêm Cương lại ra lệnh, 100 cao thủ chiến vực lập tức di chuyển, gần như chỉ trong nháy mắt đã vây chặt lấy 9 cao thủ vương cảnh đỉnh phong của Hồng Trần. Đâm, lùi, đâm, chấm. Theo từng mệnh lệnh của Đồng Chiêm Cương, 100 cao thủ chiến vực hành động thống nhất, mỗi đợt tấn công đều có thể gây thương tổn cho đám sát thủ vương cảnh đỉnh phong của Hồng Trần. Sau mấy đợt giao chiến, đã có 2 sát thủ của Hồng Trần chết tại trận. Sát thủ bán bộ thần cảnh đứng ngoài vòng vây chứng kiến cảnh tượng đó, sắc mặt đã cực kỳ âm trầm. Còn lại 7 cao thủ vương cảnh đỉnh phong, bị 100 cao thủ chiến vực lập trận bao vây tấn công cũng đã hao tổn sức mạnh cực lớn. Đều bị thương không nhẹ. Nếu đánh đơn, trong đám người này, có lẽ chỉ một mình Đồng Chiêm Cương mới có năng lực đấu với một sát thủ của Hồng Trần. Nhưng lúc này, Đồng Chiêm Cương lại kết hợp 100 cao thủ chiến vực lại làm một thể, bọn họ hóa thành một thanh kiếm sắc bén, vô cùng mạnh mẽ. Cho các người một cơ hội cuối cùng, hoặc cút khỏi Chiêu Châu, hoặc là chết. Đồng Chiêm Cương lạnh lùng nhìn về phía sát thủ bán bộ thần cảnh kia rồi nói. Ông ta cũng hiểu rất rõ. Sát thủ mạnh nhất của đối phương còn chưa ra tay, mặc dù bây giờ lập trận bao vây tấn công đang rất có tác dụng, nhưng cách này lại không thể duy trì lâu dài. Bọn họ có ưu thế về nhân số, nhưng đám cao thủ bị bao vây kia lại đều là sát thủ vương cảnh đỉnh phong, mỗi kẻ đều có thực lực tương đương Đồng Chiêm Cương. Mỗi một chiêu tấn công của bọn họ đều hết sức nguy hiểm, loại hình chiến đấu lập trận bao vây tấn công thế này nếu còn tiếp tục thì tổn thất sẽ càng lúc càng lớn.
cuối cùng, sẽ chỉ nhận được kết quả hai bên cùng thiệt hại nặng nề. Đương nhiên, đây là dưới điều kiện sát thủ bán bộ thần cảnh kia không nhúng tay vào. Giết! Sát thủ bán bộ thần cảnh không hề do dự, lập tức quát to. Ngay lập tức, bảy sát thủ vương cảnh đỉnh phong lần thứ hai lao lên tấn công mãnh liệt. Sắc mặt Đồng Chiêm Cương càng thêm khó coi, đối phương đã hạ quyết tâm liều mạng đánh một trận. Cứ tiếp tục như vậy, tổn thất của bọn họ sẽ càng lúc càng lớn hơn. Thấy số cao thủ chiến vực ngã xuống ngày càng nhiều, Đồng Chiêm Cương cũng ngày càng sốt ruột. Cứ theo tình hình này, bọn họ chỉ còn trụ được tối đa 10 phút nữa, sau đó, chỉ e sẽ đến lượt sát thủ Hồng Trần tàn sát bọn họ. Mã Siêu, giờ nên làm gì đây? Ngải Lâm siết chặt tay Mã Siêu, sắc mặt tái nhợt. May nhờ trước đây cô ấy từng chứng kiến rất nhiều cảnh tượng máu me thảm khốc trên chiến trường biên giới phía Bắc, nếu không, trước kiểu chiến đấu điên cuồng này, cô ấy đã sớm sợ đến ngất đi rồi. Mã Siêu bỗng nhìn về phía Ngải Lâm, ánh mắt yêu thương và lưu luyến tột cùng, anh ta nói, vợ à, đời này anh chưa từng cầu xin ai bao giờ, bây giờ anh muốn xin em làm một việc. Nghe Mã Siêu nói thế, Ngải Lâm lập tức run lên, đáy lòng bỗng nảy sinh một dự cảm chẳng lành. Anh đừng nói nữa, em sẽ không đồng ý đâu. Muốn chết thì hai ta phải chết chung một chỗ. Ngải Lâm đã đỏ mắt lên, Mã Siêu còn chưa nói, cô ấy đã đoán được chồng mình muốn làm gì. Mã Siêu cũng đã đỏ mắt, nói, em cũng biết, anh không thể bỏ lại anh Thanh để chạy trốn, anh cũng sẽ không cho phép em ở lại chờ chết với anh. Từ nhỏ anh chỉ có mình Mễ Tuyết là người thân, cuối cùng, anh lại để lạc mất đứa em gái duy nhất suốt bao nhiêu năm. Đời này, chỉ có hai việc khiến anh cảm thấy vô cùng may mắn. Một là gặp được anh Thanh, đối với anh ấy chính là anh trai của mình. Chuyện thứ hai chính là có thể gặp được em, còn có thể cưới được người con gái tốt như em làm vợ, đời này có lẽ anh sẽ phải có lỗi với em rồi, nếu có kiếp sau, dù phải làm trâu làm ngựa, anh cũng muốn ở bên em cả đời. Anh cầu xin em, rời khỏi nơi này đi, để anh không còn vướng bận mà đánh một trận, chỉ có liều mạng đánh một trận thì có lẽ mọi người mới có một con đường sống, bằng không, tất cả chúng ta đều sẽ phải chết ở đây. Mã Siêu hết sức nghiêm túc nhìn Ngải Lâm, hai mắt đỏ lên, đáy mắt chỉ còn những yêu thương chân thành. Không, em không đi đâu, cho dù chết, em cũng muốn ở lại bên anh. Ngải Lâm vừa khóc vừa nói. Coi như là vì con chúng ta đi. Mã Siêu nghẹn ngào bảo. Nhắc tới đứa con, mắt Mã Siêu càng đỏ hơn, Ngải Lâm cũng im bặt, đôi mắt đỏ bừng đang tuôn trào hai dòng lệ. Cô ấy đã yêu người đàn ông này sâu sắc, hai người mới kết hôn chưa được bao lâu. Người đàn ông này đã ra đi không một lời từ giã, chỉ để lại một tờ di thư, rằng anh ta muốn tới vương tộc họ Quan báo thù cho em gái, sau đó, anh ta đã suýt mất mạng ở vương tộc họ Quan. Hôm nay, anh ta vừa mới trở lại chưa được bao lâu thì đã phải đối mặt với nguy hiểm sinh tử. Ngải Lâm thực sự không muốn đồng ý với lời thỉnh cầu sau cùng của người đàn ông này, nhưng trong bụng cô ấy còn có giọt máu của anh ta, nếu cô ấy ở lại đây, cả hai chỉ có một con đường chết. Lòng cô ấy không nỡ rời xa. Lại không thể không rời xa. Được, em đồng ý với anh. Cuối cùng, Ngải Lâm nức nở nói. Vừa dứt lời, Ngải Lâm bỗng bước tới, hai tay ghì chặt cổ Mã Siêu, hôn thật mạnh. Một hồi lâu sau, nụ hôn này mới kết thúc. Chồng à, em yêu anh, coi như vì con, em cầu xin anh một điều, nhất định phải sống sót trở về. Ngải Lâm khóc nức nở. Được, anh đồng ý với em, nhất định sẽ còn sống trở về. Mã Siêu trịnh trọng gật đầu. Em chờ anh. Nói đoạn, Ngải Lâm bèn xoay người rời đi. Cô ấy không quay đầu lại, không phải không muốn mà là không dám, cô ấy sợ, nếu mình quay đầu lại sẽ không nỡ lòng rời đi. Tiểu Uyển. Nhìn theo bóng Ngải Lâm biến mất rồi, Mã Siêu mới quay sang Phùng Tiểu Uyển, cô ta vẫn đang vội vàng châm cứu cho Dương Thanh. Anh Siêu, em sẽ không từ bỏ anh Thanh đâu. Phùng Tiểu Uyển không ngẩng đầu, hai tay vẫn liên tục vung lên như múa giữa không trung, khi thì xoa bóp cho Dương Thanh. Khi thì châm cứu cho anh, không một giây dừng lại. Tiểu Uyển, anh Thanh xin nhờ cả vào em. Mã Siêu nghiêm túc nói. Dứt lời, anh ta bỗng cất bước về phía sát thủ bán bộ thần cảnh kia. Lúc này, Đồng Chiêm Cương vẫn đang lãnh đạo các cao thủ chiến vực chiến đấu với bảy cao thủ vương cảnh đỉnh phong, hai bên đều đã chết và bị thương cực nhiều và nặng nề. Trận chiến này trong chốc lát khó có thể phân thắng bại. Lúc này, biến số lớn nhất chính là sát thủ bán bộ thần cảnh kia. Hừm, sát thủ bán bộ thần cảnh của Hồng Trần thấy Mã Siêu đi về phía mình thì lập tức nhíu mày, đáy mắt lóe lên một tia sát khí chói lọi. Với thực lực của ông ta, chỉ nhìn một cái là ra ngay, thực lực của Mã Siêu chỉ ở vương cảnh trung kỳ. Hơn nữa, đây còn là một cao thủ vương cảnh trung kỳ đang bị trọng thương.
Nghe Simon nói thế, Mã Siêu giật mình hiểu ra, vì sao Simon lại liều lĩnh đến độ dù có nguy cơ động tới chiến vực Chiêu Châu cũng phải giết chết Dương Thanh. Thì ra ông ta là anh ruột của Sid. Mấy tháng trước, tay sát thủ lượt đầu tiên mà Hồng Trần phái đi giết chết Dương Thanh chính là một gã có tên là Sid. Nếu là một trong ba sát thủ chủ chốt của Hồng Trần thì có lẽ giết chết ông sẽ gây tổn thất cực lớn cho Hồng Trần, đúng không? Mã Siêu bình thản hỏi. Ha 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 ha. Nghe Mã Siêu nói thế, Simon lập tức phá lên cười như thể vừa nghe được một câu chuyện cười thế kỷ. Một thứ vô dụng chỉ mới vương cảnh trung kỳ lại còn bị thương nặng mà lại nhăm nhe muốn giết cao thủ bán bộ thần cảnh, sát thủ chủ chốt của Hồng Trần. Simon cười lạnh, hỏi vặn lại. Mặc dù ông ta đang cười nhưng sắc mặt đã dần dần dữ tợn. Mã Siêu không đáp lại ông ta, chỉ nhắm mắt, đột nhiên nói, giải trừ phong ấn. Oanh! Đột nhiên, một sức mạnh khủng bố từ cơ thể Mã Siêu bùng nổ ra ngoài. Trong nháy mắt, đoạn đường giải nhựa dưới chân anh ta đã vỡ nát. Thực lực của Mã Siêu đang ở vương cảnh trung kỳ lại đột nhiên tăng vọt, bộc phát khí thế như vị đế vương của đất trời này. Cậu là một trong 9 vị vương của biên giới phía Bắc. Sắc mặt Simon lập tức biến đổi kịch liệt, ông ta khiếp sợ tột cùng, thốt lên. Mã Siêu không để ý, hơi thở trong người vẫn không ngừng tăng mạnh, mới có vài hơi thở ngắn ngủi mà thực lực của anh ta đã tăng từ vương cảnh trung kỳ lên bán bộ thần cảnh. Không những một mình Simon thấy kinh hãi mà Đồng Chiêm Cương vốn đang ứng chiến với 7 sát thủ vương cảnh đỉnh phong của Hồng Trần cũng sợ ngây người. Ông ta biết thân phận của Dương Thanh nhưng lại không biết thân phận của Mã Siêu. Đến giờ phút này ông ta mới biết Mã Siêu là ai. Thống lĩnh tối cao của biên giới phía Bắc là tướng quân nhưng dưới tướng quân còn có 9 vị vương. Nhưng 9 vị vương của biên giới phía Bắc, không ai là cao thủ vương cảnh bình thường cả, mỗi một vị vương đều có sức chiến đấu của bán bộ thần cảnh. Điều càng làm người ta phải sợ hãi chính là trong 9 vị vương này lại không ai là cao thủ bán bộ thần cảnh. Không phải bán bộ thần cảnh mà lại có sức chiến đấu của bán bộ thần cảnh, điều này chứng minh 9 vị vương của biên giới phía Bắc là cao thủ có thể vượt cấp để giết địch. Điều này chứng minh thiên phú võ thuật của 9 vị vương biên giới phía Bắc kinh khủng đến nhường nào. Người ta còn đồn, trong 9 vị vương biên giới phía Bắc, vị vương có sức chiến đấu mạnh nhất mới chỉ ở cảnh giới vương cảnh trung kỳ. Một cao thủ mới ở cảnh giới vương cảnh trung kỳ mà có thể bộc phát sức chiến đấu bán bộ thần cảnh, có thể thấy thiên phú võ thuật của người này kinh khủng đến mức nào. Hiển nhiên Mã Siêu đang đứng trước mặt chính là một trong số 9 vị vương mà mọi người thường truyền tai nhau, cao thủ bí ẩn đứng đầu. Cậu ta là ai? Simon chợt nghĩ đến một chuyện làm ông ta thấy kinh khủng, đó chính là thân phận của Dương Thanh. Một người trẻ tuổi có thể làm người đứng đầu trong 9 vị vương của biên giới phía Bắc đi theo, sợ là chỉ có một người. Ông ta đã đoán được, chỉ là ông ta không muốn chấp nhận sự thật này. Nhưng Mã Siêu không hề có ý định giải thích với ông ta, chân vừa chuyển động là biến mất tại chỗ như yêu quái. Mặt đất chỗ Mã Siêu mới vừa dẫm chân đã bị đạp nát. Simon không dám trì hoãn. Bùng nổ sức chiến đấu mạnh nhất, đánh nhau với vị vương đứng đầu biên giới phía Bắc, ông ta không dám kiêu ngạo đến mức nhẹ tay. Hai cao thủ bán bộ thần cảnh va chạm vào nhau, Mã Siêu chém một quyền, Simon cũng ra chiêu, chỉ nghe có tiếng vang lớn. Hai người đứng tại chỗ nhưng vẫn lùi về sau nửa bước. Trong nháy mắt, mặt đất dưới chân hai người hóa thành bột mịn, khí thế kinh khủng hình thành một cơn lốc xoáy xung quanh người họ. Lá rụng dưới đất cũng bay lên theo cơn lốc xoáy này. Dù là chiến sĩ của chiến vực hay sát thủ Hồng Trần đang giao chiến cũng đều cảm nhận được khí thế kinh khủng làm người ta không thở nổi này. Hừ, mắt Simon lóe sát ý, nếu ông ta biết thân phận Dương Thanh từ sớm, e là ông ta sẽ không kiên quyết giết Dương Thanh. Nhưng nếu đã ra tay thì chỉ có thể làm cho chót. Nếu có thể giết Mã Siêu và Dương Thanh, sau khi chuyện này truyền ra, địa vị của Hồng Trần trong giới sát thủ sẽ tăng mạnh. Giết! Simon dẫm mạnh chân xuống đất. Mã Siêu chém thẳng một quyền. Tấn công của hai người dồn dập nối tiếp nhau, chỉ thấy hai bóng người lui về phía sau mấy bước. Simon thấy bụng mình sôi sục như sóng trào, cú đánh đó của Mã Siêu làm dạ dày ông ta co rút. Mã Siêu cũng không chịu nổi, bụng anh ta bị đầu gối Simon nện vào, anh ta chỉ thấy có một luồng khí kình kinh khủng như muốn hủy diệt cả nội tạng anh ta. Năng lực của một trong ba cao thủ đứng top ở Hồng Trần chỉ có thế thôi à? Mã Siêu cười mỉa, nếu tôi ở trạng thái đỉnh phong sẽ giết ông như giết chó. Với thực lực của ông, đừng nói là tôi, dù là người có thực lực yếu nhất trong 9 vị vương cũng có thể đánh chết ông như đánh chó. Mã Siêu không nói dối mà sự thật là vậy. 9 vị vương biên giới phía Bắc, danh tiếng vang dội, vị vương nào mà chẳng phải cao thủ đứng trên đỉnh.
Mã Siêu bị súng bắn, đến bây giờ sức khỏe vẫn chưa hồi phục. Mặc dù sử dụng bí pháp giải phóng sức chiến đấu nhưng vẫn không thể bùng nổ thực lực mạnh nhất. Nguyên nhân vì vết thương vẫn chưa khỏi hẳn nên không thể sử dụng bí pháp, một khi sử dụng bí pháp hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng, nặng thì bỏ mình, nhẹ thì làm cơ thể bị thương nặng, có thể sẽ ảnh hưởng đến căn cơ võ thuật. Nhưng trước mắt nếu anh ta không liều mạng thì tất cả mọi người sẽ chết ở đây. Dù anh ta có chết cũng không thể để Dương Thanh chết. Nhóc con, mày chán sống rồi. Simon phẫn nộ đến cực đỉnh, lăn lộn trong giới sát thủ nhiều năm như vậy, ông ta chưa bao giờ bị thương. Bây giờ, đường đường là sát thủ bán bộ thần cảnh mà ông ta lại bị một cao thủ vương cảnh trung kỳ đánh bị thương. Dù đối thương có được xưng tụng là một trong số 9 vị vương của biên giới phía Bắc thì cũng không thể. Nói nhảm nhiều thật. Sát ý trong mắt Mã Siêu sáng rực, nhìn Simon chằm chằm, chân chuyển động, cơ thể bùng nổ. Ầm ầm ầm. Simon cũng tiếp chiến, hai người chiến đấu kịch liệt, chỉ thấy tiếng va chạm mãnh liệt vang lên không ngừng. Nhóm chiến sĩ chiến vực Yến Đô và sát thủ Hồng Trần không kịp nhìn bóng dáng họ. Các anh em, nhất phương của biên giới phía Bắc đang ở đây, sát thủ Hồng Trần chỉ có con đường chết, giết cho tôi. Đồng Chiêm Cương kích động, nổi giận gầm lên, 100 cao thủ chiến vực như được tiếp thêm sức mạnh, sức chiến đấu tăng vọt. Vốn dĩ cao thủ chiến vực Yến Đô đã có xu hướng bại, trong nháy mắt ý chí chiến đấu mãnh liệt, lại đàn áp sát thủ Hồng Trần. Trận chiến của Mã Siêu và Simon cũng cực kỳ quyết liệt, dốc hết sức lực. Chiến đấu liên tục, Mã Siêu càng ngày càng cảm thấy thực lực của mình yếu đi. Sử dụng bí pháp vốn dĩ làm cơ thể phải chịu một lượng tải trọng lớn, vốn dĩ anh ta là người đang bị thương, bây giờ sử dụng bí pháp giải phóng thực lực, hoàn toàn bóp chết tiềm lực cuối cùng của cơ thể. Nhất phương của biên giới phía Bắc chỉ thế thôi à? Simon cảm giác được sức chiến đấu của Mã Siêu không ngừng yếu đi, sát ý trong mắt càng đậm hơn. Tất nhiên ông ta biết vì Mã Siêu bị thương nặng nên mới không đấu lại mình. Chẳng lẽ hôm nay phải chết ở đây thật à? Mã Siêu thầm thở dài. Anh ta cực kỳ không cam tâm, nếu mình ở trạng thái đỉnh phong thì đối đầu với Simon, anh ta hoàn toàn không thấy áp lực. Nhưng bây giờ anh ta hoàn toàn bất lực. Simon tấn công ngay giữa ngực Mã Siêu. Mã Siêu nôn một ngụm máu, cơ thể văng xa 10 mét, ngã oạch xuống bên cạnh Dương Thanh. Anh Siêu. Phùng Tiểu Huyền đang châm cứu cho Dương Thanh thấy Mã Siêu ngã xuống bên cạnh, kinh hãi nước mắt rơi lã chã. Đừng quan tâm đến anh, cứu anh Thanh. Mã Siêu cắn răng nói. Mặc dù Phùng Tiểu Huyền muốn đi cứu Mã Siêu nhưng không thể đi cứu được, quá trình châm cứu cho Dương Thanh sắp kết thúc. Lúc này mà bỏ dở giữa chừng, sợ là mọi cố gắng sẽ đổ sông đổ bể. Mã Siêu. Đồng Chiêm Cương cũng tái mét, nhìn Simon đang đi về phía Mã Siêu, mắt đỏ bừng giống lên. Ông ta muốn đi cứu Mã Siêu nhưng bây giờ đội ngũ của họ không thể bị phá vỡ được, một khi phá trận, sợ là thương tích sẽ nghiêm trọng hơn. Ông ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Simon đi về phía Mã Siêu. Mã Siêu giãy giụa bò dậy, mặt đầy máu nhìn Simon chằm chằm, nghiến răng nghiến lợi nói, muốn động đến anh Thanh, trừ phi dẫm lên xác tôi. Simon sút chân ra, Mã Siêu bị đá bay. Giờ phút này, bên cạnh Dương Thanh, ngoài Phùng Tiểu Huyền đang châm cứu cho anh thì không còn ai hết. Không ngờ tướng quân biên giới phía Bắc lại chết thế này, đúng là đáng tiếc. Simon đứng trước mặt Dương Thanh, ánh mắt lóe sáng vì phấn khích. Sau khi giết Dương Thanh, danh tiếng của ông ta sẽ bùng nổ. Tôi sẽ không để ông làm anh Thanh bị thương. Phùng Tiểu Huyền đứng lên giang hai tay ra che trước mặt Dương Thanh, mắt đỏ hoe nhìn Simon nói. Cô ta cực kỳ sợ hãi nhưng không thể trơ mắt nhìn Dương Thanh bị Simon giết được. Bốp! Simon tát một cái, Phùng Tiểu Huyền bị đánh bay. Lúc này trước người Dương Thanh không có ai bảo vệ cả. Đại nhân! Anh Thanh! Phùng Tiểu Huyền cũng hô to, mặt đẫm nước mắt. Đi chết cho tôi! Simon nổi giận, gầm lên một tiếng rồi giẫm chân. Khoảnh khắc khi Simon giẫm chân xuống, Dương Thanh vốn đang hôn mê chợt vươn một ngón tay đặt trên bàn chân Simon. Ông muốn giết tôi? Mắt Dương Thanh chợt mở, giọng nói như đến từ địa ngục phát ra từ nơi tận sâu trong cổ họng anh. Giờ khắc này, Simon trợn mắt nhìn chằm chằm ngón tay đó, cậu ta chỉ cần dùng một ngón tay thôi đã có thể chặn hết tất cả sức lực trên chân mình. Lông tơ trên người ông ta dựng đứng. Lúc này, 6 tên sát thủ khác cũng lao về phía Dương Thanh. Bọn họ biết, hiện tại chỉ có Dương Thanh là mối đe dọa lớn nhất, nếu Dương Thanh không chết thì người chết sẽ là bọn họ. Không tự lượng sức mình. Trong mắt Dương Thanh đầy vẻ khinh thường, đột nhiên anh dậm chân. Ầm ầm. Chỉ nghe một tiếng động lớn vang lên, mặt đất rung lắc dữ dội,
mấy viên đá trước mặt Dương Thanh cũng rung lên. Giết! Dương Thanh hét lên một chữ, hàng chục viên đá bay thẳng về phía sát thủ. Bịch bịch bịch! Một giây sau, bảy tên sát thủ vương cảnh đỉnh phong lập tức bị đá bay tới đập vào tạo thành tổ ong. Cho đến bây giờ, 10 tên sát thủ hồng trần lần này đến đều đã chết sạch. Trong không khí nồng nặc mùi tanh của máu, các chiến sĩ của chiến vực Yến Đô ai nấy đều trợn lớn mắt, vẻ mặt như không thể tưởng tượng nổi. Những sát thủ hồng trần này suýt chút nữa đã tiêu diệt quân họ, thế nhưng giờ đều đã chết, bị một người giết chết. Dương Thanh hoàn toàn có thể đè bẹp một Simon với thực lực bán bộ thần cảnh. Về 7 tên cao thủ vương cảnh đỉnh phong còn sống, cái chết còn đơn giản hơn. Thậm chí Dương Thanh còn không chạm vào người bọn họ, chỉ dậm châm thôi đã có vô số viên đá bắn ra, nhanh chóng giết cả đám. Đây, Đồng Chiêm Cương cũng không nói nên lời, trong lòng lại càng thêm sùng bái Dương Thanh. Cao thủ vương cảnh đỉnh phong cái gì? Cao thủ bán bộ thần cảnh cái gì? Đều là rác cả. Sau này Dương Thanh chính là thần tượng của ông ta cũng sẽ cố gắng nâng cao thực lực của mình để có thể đuổi kịp bước chân của Dương Thanh. Mặc dù ông ta biết điều đó không có khả năng, nhưng trong lòng chỉ nghĩ vậy. Mã Siêu cũng vô cùng bất lực, anh ta biết khoảng cách giữa mình và Dương Thanh rất lớn, nhưng không ngờ lại lớn đến mức này. Khi nào mình mới có thể dậm chân một cái là giết được cả đám như Dương Thanh? Lúc này, Mã Siêu chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, vốn dĩ vết thương do súng bắn đã được Phùng Tiểu Huyền chữa trị sắp khỏi rồi, nhưng lúc này lại toạc ra, sau lưng đã nhuốm đỏ máu tươi. Cùng lúc này, cảm giác mệt mỏi ập đến, anh ta cảm thấy mí mắt mình ngày càng nặng trĩu và sắp chìm vào giấc ngủ. Nhưng anh ta cố gắng không để mình ngủ, bởi vì anh ta có cảm giác, một khi ngủ thì sợ là sẽ không tỉnh lại nữa. Phụt! Đột nhiên Mã Siêu phụt máu, hơi thở thoi thóp. Mã Siêu! Im! Dương Thanh tức giận giống lên, hai mắt đỏ ngầu nói với Mã Siêu, nếu cậu dám chết, tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho cậu, hơn nữa những lời cậu bảo tôi chuyển đến Ngải Lâm tôi cũng không nói một chữ nào. Cậu giáng lên cho tôi, nếu dám chết ở đây, chắn chắn tôi sẽ không bỏ qua cho cậu. Khóe miệng Mã Siêu nở một nụ cười. Chỉ là lúc này, anh ta thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, đây là phản ứng chỉ lúc sắp ngưng thở mới có. Bây giờ anh ta chỉ muốn chìm vào giấc ngủ, đã không còn sức để nói nữa rồi. Tiểu Huyền. Đột nhiên Dương Thanh hét lên một tiếng về phía Phùng Tiểu Huyền. Trước đó lúc Phùng Tiểu Huyền cứu anh đã bị Simon giáng một bạt tai nên bị thương nặng. Lúc tiếp tục cứu anh gần như đã cạn kiệt sức lực, lúc này cô ta thậm chí không có sức để đứng dậy. Cho dù vậy, Phùng Tiểu Huyền vẫn cố gắng lấy ra một lọ sứ màu trắng, chống đỡ nói, anh Thanh, mau cho anh Siêu uống viên thuốc này. Dương Thanh vội nhận lấy lọ sứ trắng, đổ một viên thuốc màu đen ở trong ra rồi dứt khoát nhét vào miệng Mã Siêu. Cậu có cảm thấy ổn hơn chút nào không? Dương Thanh run rẩy nói. Vừa rồi lúc giết Simon, anh không chớp mắt dù chỉ một cái, nhưng bây giờ nhìn Mã Siêu đang thoi thóp anh lại hoảng sợ, lúc đút thuốc cho Mã Siêu, tay anh không ngừng run lên. Mã Siêu cố gắng nuốt thuốc xuống nhưng vẫn không thấy chuyển biến tốt hơn, không thốt ra được câu nào, hơi thở cũng ngày càng nhẹ. Dương Thanh đấm mạnh xuống đất, bỗng chốc để lại một vết nắm đấm lõm vào, anh cắn răng nói, cậu giáng lên cho tôi. Giáng lên. Tôi không cho cậu chết, cậu dám chết thử xem. Lúc này, các chiến sĩ của chiến vực Yến Đô ai nấy cũng mắt đỏ hoe, lúc nhìn Mã Siêu, trong mắt toát lên vẻ kính nể. Trước đó đột nhiên Mã Siêu thi triển sức mạnh của bán bộ thần cảnh, chiến đấu với Simon, họ đều tận mắt nhìn thấy. Cơ thể Mã Siêu vốn đã bị thương nặng, còn liều mạng giải phóng sức mạnh chiến đấu ác liệt với Simon khiến tất cả cao thủ của chiến vực đều nhìn thấy hy vọng. Tinh thần coi cái chết như không vì anh em của anh ta đáng để mỗi một chiến sĩ phải học hỏi. Tiểu Huyền, chẳng phải cậu ấy đã uống thuốc của em rồi à? Sao vẫn không có chuyển biến gì tốt? Thấy hai mắt Mã Siêu hơi khép lại, Dương Thanh hỏi với vẻ đầy lo lắng. Phùng Tiểu Huyền cắn chặt đôi môi đỏ, cô ta cố chống đỡ lấy mấy cây kim bạc ra châm vào xung quanh vùng tim của Mã Siêu. Tổng cộng 7 kim, vị trí giống như chòm sao bắt đầu. Dương Thanh từng thấy Phùng Tiểu Huyền dùng cách châm cứu này để chữa trị cho người khác, hình như gọi là bắt đầu hoàn hồn châm. Chỉ là, bắt đầu hoàn hồn châm lần này rõ ràng không khiến người ta kinh ngạc như lần trước Phùng Tiểu Huyền cứu người. Anh Thanh, em chỉ có thể tạm thời duy trì sự sống cho anh Mã, đừng bao giờ rút kim trên người anh ấy ra. Phùng Tiểu Huyền cố gắng nói. Vừa dứt lời, cô ta đảo mắt rồi chìm vào hôn mê. Tiểu Huyền. Dương Thanh hét lên, vội đỡ lấy Phùng Tiểu Huyền. Lúc này Đồng Chiêm Cương đi tới, nói với vẻ nghiêm trọng, trước đó thần y Tiểu Huyền cứu cậu đã tiêu hao quá nhiều sức lực,
vừa rồi lại bị Simon tát, e là vượt quá sức chịu đựng của cô ấy. Tất nhiên Dương Thanh biết rõ trước đó Phùng Tiểu Uyển đã dùng hết sức để cứu mình. Bây giờ cả Phùng Tiểu Uyển và Mã Siêu đều đã hôn mê. May mà vẫn duy trì được sự sống của Mã Siêu, mặc dù đã hôn mê nhưng ít nhất vẫn có nhịp tim và hơi thở. Đi bệnh viện trước đã. Dương Thanh lên tiếng. Nửa tiếng sau, trong phòng bệnh VIP của Bệnh viện Nhân dân Yến Đô, Dương Thanh tự mình ở bên cạnh trông Mã Siêu. Phùng Tiểu Uyển đã nói rồi, không thể rút 7 cây kim trên người Mã Siêu ra được, anh phải đích thân nhìn thì mới có thể yên tâm. Phùng Tiểu Uyển cũng truyền nước biển, không bao lâu sau sẽ có thể tỉnh lại. Ngải Lâm cũng ở bên cạnh Mã Siêu, lúc này cô ấy nắm chặt một tay của Mã Siêu không chịu buông, vẻ mặt dịu dàng nhìn người đàn ông của mình. Dương Thanh ở lại đây cảm giác có hơi dư thừa. Nhưng để đảm bảo cho sự an toàn của Mã Siêu, anh phải đích thân bảo vệ. Đại nhân, xung quanh phòng bệnh đều gió cao thủ vương cảnh của chiến vực rồi, cậu cũng nghỉ ngơi một lát đi. Im! Nói Dương Thanh chết rồi. Đồng Chiêm Cương bỗng chốc đơ ra, Dương Thanh đang giở trò gì thế? Rõ ràng còn sống, tại sao lại nói mình chết rồi? Đột nhiên ông ta nghĩ đến một khả năng, vẻ mặt kinh ngạc nói, đại nhân, cậu quyết định thừa kế đế thôn sao? Nếu có người hỏi ở Yến Đô ai có thể thừa kế đế thôn, ngoài Dương Thanh ra thì Đồng Chiêm Cương không nghĩ ra ai khác có được tư cách này. Mặc dù ông ta không biết thực lực thật sự của Dương Thanh mạnh thế nào nhưng ông ta có thể chắc chắn thực lực của Dương Thanh ít nhất đang ở thần cảnh. Dù sao thì Simon là bán bộ thần cảnh nhưng lại không hề có sức đánh trả khi ở trong tay Dương Thanh. Hơn nữa ông ta còn biết, ở biên giới phía Bắc có 9 vị vương của biên giới phía Bắc, mỗi vị vương đều có sức chiến đấu ở bán bộ thần cảnh. Dương Thanh từng là tướng quân của biên giới phía Bắc, thực lực của anh sao có thể thấp hơn bán bộ thần cảnh được. Và lại ông ta còn nghe đồn rằng 9 vị vương của biên giới phía Bắc đều do một tay tướng quân Dương Bất Bại của biên giới phía Bắc bồi dưỡng nên. Không chỉ vậy, bí pháp giải phóng mà 9 vị vương của biên giới phía Bắc sử dụng cũng do Dương Thanh truyền lại. Trước đây, lúc ông ta nghe nói 9 vị vương của biên giới phía Bắc có một loại bí pháp có thể tăng cường sức mạnh, khi đó ông ta còn không tin. Nhưng hôm nay tận mắt thấy Mã Siêu chỉ ở cảnh giới vương cảnh trung kỳ bộc lộ thực lực có thể so với bán bộ thần cảnh, ông ta mới ý thức được sức mạnh to lớn của bí pháp này. Dương Thanh khẽ nheo mắt lại, không trả lời có thừa kế đế thôn hay không mà thấp giọng nói, đến lúc trả lại yên bình cho Yến Đô rồi. Rõ, giờ tôi sẽ sắp xếp người tung tin cậu đã chết ra. Đồng Chiêm Cương vội đáp, đột nhiên nhớ đến một chuyện, ông ta do dự giây lát rồi hỏi, đại nhân, bên phía vợ của cậu cũng phải giấu sao? Trước đó, lúc ông ta đến hiện trường Dương Thanh xảy ra chuyện thì thấy dáng vẻ đau khổ của Tần Thanh Tâm và Tần Y. Nhắc đến Tần Thanh Tâm, trong mắt Dương Thanh toát lên vẻ không đành lòng. Anh biết, nếu Tần Thanh Tâm biết tin anh mất thì nhất định cô sẽ đau khổ không muốn sống nữa. Nhưng bây giờ Yến Đô đã rất loạn rồi, cứ để tiếp tục như vậy thì anh hoàn toàn không thể sống bình yên được. Chỉ cần để những kẻ có mưu đồ biết anh còn sống thì sẽ có rất nhiều rắc rối. Lần này là sát thủ Hồng Trần đến giết mình. Vậy còn lần sau thì sao? Liệu có ai tìm sát thủ mạnh hơn đến giết mình không? Việc anh muốn làm là nhọc công một lần để suốt đời còn lại nhàn nhã, anh muốn khiến Yến Đô hoàn toàn rối loạn, đợi đến khi những thế lực nên ra tay đều ra tay, khi đó anh mới thu lưới. Tạm thời cứ nói chưa biết tôi sống chết thế nào, bị chiến vực đưa đi rồi. Sau khi suy nghĩ chốc lát, Dương Thanh lên tiếng. Rõ. Đồng Chiêm Cương vội đáp, sau đó xoay người rời đi. 5 năm trước Dương Thanh đi chiến vực, đây là sự thật chỉ cần điều tra là có thể tra ra. Bây giờ anh thể hiện sức mạnh của mình ra, e là rất nhiều người đã đoán được, cho dù là ở chiến vực thì anh cũng là người có thân phận. Bây giờ tung tin anh bị người của chiến vực đưa đi, có lẽ sẽ không ai nghi ngờ nhỉ. Điều quan trọng nhất là anh muốn cho Tần Thanh Tâm một tia hy vọng. Anh hiểu rất rõ Tần Thanh Tâm là người thế nào, nếu thật sự truyền ra tin anh chết rồi thì có thể Tần Thanh Tâm thật sự áy náy mà làm ra chuyện ngốc nghếch. Dù sao thì trước khi anh xảy ra chuyện, là Tần Thanh Tâm gọi cho anh nói muốn ly hôn. Im! Không chỉ Yến Đô mà cả 5 vương tộc lớn cũng biết tin này, rất nhiều người đều vô cùng kinh ngạc. Trong dinh thự Vân Phong, Yến Đô, Tần Thanh Tâm ngây người ngồi trên sofa, nước mắt đã cạn khô, trong đầu cô đều là hình ảnh hiện trường tai nạn, Tần Y cũng thế, lúc này trong lòng ngoài áy náy ra thì vẫn là áy náy. Hai người phụ nữ đều đau khổ không muốn sống nữa, cả hai đều vô cùng tự trách. Nếu không phải bị người ta trông chừng thì hai người đã đến hiện trường tai nạn để chờ rồi. Chị yên tâm đi, chắc chắn anh rể sẽ không có chuyện gì đâu, anh ấy tài giỏi như vậy, một vụ tai nạn xe thôi mà, không lấy được mạng anh ấy đâu.
Mặc dù Tần Y cũng rất đau buồn nhưng cô ta vẫn khuyên Tần Thanh Tâm, hơn nữa, anh ấy từng đảm bảo với chị, nhất định sẽ bảo vệ chị với Tiêu Tiêu cả đời, anh ấy chắc chắn sẽ không nuốt lời đâu. Bỗng chốc Tần Thanh Tâm càng khó chịu hơn, cô nghẹn ngào, đều tại chị, nếu không phải chị giận dỗi đề nghị ly hôn với anh ấy thì anh ấy sẽ không đột ngột dừng xe. Nếu không đột ngột dừng xe thì sẽ không xảy ra tai nạn, cũng sẽ không xảy ra những chuyện sau đó. Tần Thanh Tâm vừa nói vừa đưa tay tát mạnh vào má mình. Chị đừng như vậy, nếu trách thì cũng phải trách em không nên gây sự, là em ăn nói không có chừng mực nên anh rể không kiềm được tát em một cái. Chỉ một cái tát mà thôi, anh ấy tốt với em như vậy, xem em là em gái ruột nhưng em lại vì một cái tát mà tính toán với anh ấy. Tần Y ôm chặt Tần Thanh Tâm, nếu không Tần Thanh Tâm lại tự tát mình, cô ta khóc nói, nếu không phải tại em thì sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Hai chị em ôm nhau khóc nức nở. Lúc này, một nữ cảnh sát mặc đồng phục đi tới, nói, chúng tôi cần đoạn video giám sát ở đây, vui lòng cung cấp cho chúng tôi để tiện cho việc điều tra chuyện của chồng cô. Nghe nữ cảnh sát nói thế, Tần Thanh Tâm bỗng chốc sững sờ. Cô không biết trong nhà mình có camera. Tần Y lập tức bừng tỉnh, đúng, trong nhà có camera. Ngay sau đó, đoạn video giám sát được trích xuất ra. Sau khi Tần Thanh Tâm và Tần Y xem xong, trong lòng hai người chỉ còn lại hối hận. Hóa ra chúng ta thực sự hiểu lầm anh ấy. Tần Thanh Tâm nghẹn ngào, tối qua anh ấy rời khỏi nhà không phải vì để lẩn tránh chuyện chị bảo anh ấy giải thích mà là bên ngoài có sát thủ đến. Dương Thanh, xin lỗi anh, em sai rồi, em thật sự biết lỗi rồi. Tần Thanh Tâm lại khóc nấc lên. Từ video giám sát, cô thấy tối qua Dương Thanh rời khỏi nhà để đối phó với sát thủ. Cô còn thấy, nửa đêm sau khi Dương Thanh về nhà, anh đứng ở cửa do dự một lúc, rõ ràng là lo lắng làm phiền cô đang ngủ nên mới ngủ ngoài sofa. Im. Nữ cảnh sát nói xong thì xoay người rời đi. Nhiệm vụ của nữ cảnh sát chỉ là đến xem Tần Thanh Tâm và Tần Y, không để họ đến hiện trường tai nạn, hiện tại Dương Thanh đã bị phía chiến vực đưa đi, cô ấy cũng nên rời khỏi đây rồi. Yến Đô, trong một căn biệt thự trị giá hàng trăm triệu của khu biệt thự Thành Mộng Hoan. Một người đàn ông trẻ tuổi đang nằm trên giường bệnh, bên cạnh có một cô gái trẻ tuổi đang châm cứu để chữa trị cho người đàn ông. Người đàn ông trẻ tuổi nằm trên giường bệnh là Mã Siêu, tất nhiên cô gái trẻ tuổi là Phùng Tiểu Huyền. Phù. Sau một hồi chữa trị, Phùng Tiểu Huyền thở dài một hơi, rút hết 7 cây kim bạc ra khỏi người Mã Siêu. Trán cô ta lấm tấm mồ hôi, rõ ràng vừa rồi châm cứu cô ta đã tốn rất nhiều sức. Tiểu Huyền, vất vả rồi. Ngải Lâm cầm một chiếc khăn sạch đưa cho Phùng Tiểu Huyền, trong mắt toát lên vẻ kính phục. Đã một tuần kể từ lúc Dương Thanh xảy ra chuyện, khoảng thời gian này Phùng Tiểu Huyền ở trong biệt thự, ngoài việc chữa trị cho Mã Siêu thì mỗi ngày còn phải điều trị cho Mễ Tuyết. Chị Lâm khách sáo rồi. Phùng Tiểu Huyền mỉm cười, nhận lấy khăn rồi nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán. Tiểu Huyền, em nói thật đi, rốt cuộc vết thương của anh có thể khỏi hoàn toàn không? Em đừng sợ anh không chấp nhận nổi, cho dù kết quả có thể nào thì anh đều có thể chịu được. Mã Siêu lên tiếng hỏi, sâu trong mắt có vài phần lo lắng. Kể từ khi sức mạnh của bán bộ thần cảnh được giải phóng đã gây ra tổn thương vô cùng lớn cho cơ thể anh ta, ngay cả Ngải Lâm cũng cảm thấy vết thương của Mã Siêu không thể nào có chuyển biến được. Thậm chí có thể khiến sự nghiệp võ thuật của anh ta chấm dứt tại đây. Không phải anh ta không tin vào khả năng của Phùng Tiểu Huyền mà là anh ta đã nằm trên giường bệnh một tuần rồi, Phùng Tiểu Huyền cũng đã chữa trị cho anh ta một tuần. Nhưng đến hiện tại, toàn thân anh ta vẫn không có chút sức lực nào, ngay cả sức để ngồi dậy cũng không có. Cơ thể vô cùng nặng nề, như thể không còn thuộc về anh ta nữa. Phùng Tiểu Huyền bất lực nói, anh Siêu, em chữa trị cho anh 7 ngày, anh đã hỏi 7 lần rồi. Rốt cuộc anh muốn em nói bao nhiêu lần thì anh mới chịu tin em thật sự có thể chữa cho anh khỏe lại như ban đầu đây. Ngải Lâm cũng trợn trắng mắt, anh cảm thấy vết thương của mình nhẹ lắm à? Hay là kỹ năng của Tiểu Huyền quá tệ? Trong Tây Y thì vết thương của anh là bệnh nan y đấy, đừng nói là sống đến hôm nay. Vào ngày đầu tiên anh bị thương thì đã không sống được rồi. Bây giờ Tiểu Huyền chữa trị cho anh, ít nhất là để anh sống đến hôm nay, anh còn lo lắng cái gì? Phùng Tiểu Huyền cười nói, thực ra ngoài miệng anh Siêu nói không quan trọng nhưng trong lòng lại rất lo lắng, sợ mình hoàn toàn trở thành một người vô dụng. Mã Siêu cười hơi ngại ngùng, chẳng phải là tại anh nằm trên giường bệnh lâu quá nên có hơi khó chịu à? Bây giờ biết khó chịu rồi. Đột nhiên một giọng nói có vài phần trêu chọc vang lên. Bỗng chốc mọi người nhìn nhau. Anh Thanh. Phùng Tiểu Huyền nhìn Dương Thanh, khóe miệng cong lên một nụ cười xinh đẹp. Anh Thanh. Mã Siêu với Ngải Lâm cũng lần lượt lên tiếng.
Anh Thanh, em thế này chẳng phải vì cứu anh à? Nếu không phải em liều chết ngăn Simon thì sao có thể tranh thủ thời gian để Tiểu Uyển cứu anh? Mã Siêu cười hỏi. Anh lại bắt đầu rát vàng lên mặt mình rồi đấy, rõ ràng là y thuật của Tiểu Uyển giỏi nên mới cứu được anh Thanh tỉnh lại ngay giờ phút quan trọng. Thấy vẻ mặt kiêu ngạo của Mã Siêu, Ngải Lâm không nhìn nổi nữa, chế giễu, cho dù thật sự là anh cứu anh Thanh đi nữa, sao anh không nghĩ xem lúc ở chiến trường biên giới phía Bắc anh Thanh đã cứu anh bao nhiêu lần? Mã Siêu cười he he, ngượng ngùng gãi đầu, anh chỉ nói vậy thôi, em thật sự không giữ lại chút thể diện nào cho chồng em. Ha ha! Trong phòng bỗng chốc truyền đến một tràng cười. Một tuần trước Phùng Tiểu Uyển và Mã Siêu lần lượt hôn mê, Dương Thanh còn lo lắng rất lâu, không ngờ Phùng Tiểu Uyển chỉ hôn mê 2 tiếng rồi tỉnh. Việc đầu tiên cô ta làm sau khi tỉnh lại là chữa trị cho Mã Siêu. Lúc nhìn thấy vết thương của Mã Siêu, ngay cả Ngải Lâm cũng tưởng rằng Mã Siêu sẽ không chống đỡ nổi, không ngờ Mã Siêu lại tỉnh dậy nhờ y thuật cao siêu của Phùng Tiểu Uyển. Một tuần này, Ngải Lâm vẫn luôn ở bên Mã Siêu, tận mắt nhìn Phùng Tiểu Uyển chữa trị cho Mã Siêu, cũng tận mắt thấy tinh thần của Mã Siêu dần tốt hơn. Từ tận đáy lòng, cô ấy rất khâm phục cô gái Phùng Tiểu Uyển này, còn trẻ như vậy mà đã có y thuật cao siêu đến thế, ngay cả một giáo sư thiên tài trong lĩnh vực y học như cô ấy mà vẫn còn thua xa. Anh Thanh, bây giờ 5 vương tộc lớn ở Chiêu Châu đều đã cử người đến Yến Đô, hoàn toàn chia cắt các thế lực hàng đầu ở Yến Đô, anh định khi nào thì thu lưới? Mã Siêu thu lại nụ cười, đột nhiên hỏi. Ngải Lâm thấy Dương Thanh và Mã Siêu nói đến chuyện chính thì dẫn Phùng Tiểu Uyển đến phòng của Mễ Tuyết. Đôi mắt Dương Thanh dần tối lại, khẽ lắc đầu, vẫn chưa đến lúc. Mã Siêu hỏi, anh Thanh, rốt cuộc anh muốn đợi đến khi nào? Không thể đợi đến khi 5 vương tộc lớn phân định thắng thua rồi mới thu lưới được, đúng không? Khóe môi Dương Thanh lạnh lùng nhếch lên, 5 vương tộc lớn đều muốn nắm quyền ở Yến Đô, ở đâu ra mà dễ như vậy? Cũng không phải là bây giờ không thể thu lưới, chỉ là chưa đến thời cơ chín muồi thôi. Hoặc là tôi không ra tay, một khi đã ra tay thì phải hoàn toàn trả lại sự yên bình cho Yến Đô. Dương Thanh nói một cách vô cùng nghiêm túc. Mã Siêu thở dài, em chỉ hơi lo lắng chị dâu sẽ không chịu nổi. Đến giờ chị ấy đã không thể thoát khỏi ám ảnh rồi, chị ấy luôn cho rằng chị ấy hại anh. Bây giờ ngày nào chị ấy cũng liều mạng làm việc, rõ ràng là muốn làm tê liệt bản thân bằng cách làm việc với cường độ cao. Có mấy lần người được cử đi bảo vệ chị dâu phát hiện, mỗi ngày lúc chị ấy đi đón Tiêu Tiêu đều sẽ đến trước rồi ở trên xe khóc một lúc lâu, đợi đến khi giải tỏa xong thì mới nở nụ cười đi đón Tiêu Tiêu. Nghe Mã Siêu nói thế, vẻ mặt Dương Thanh thêm phần áy náy. Tất nhiên anh rõ sự cố lần này đã kích Tần Thanh Tâm lớn cỡ nào. Nếu không phải anh bảo Đồng Chiêm Cương truyền tin mình bị chiến vực đưa đi, e là Tần Thanh Tâm sẽ làm ra chuyện ngốc nghếch. Cả Tần Y cũng thế, cô ấy vô cùng áy náy tự trách, cũng tưởng rằng mình hại anh. Mỗi ngày ngoài làm việc ra thì chỉ có làm việc, người của chúng ta đã phát hiện có mấy ngày cô ấy tăng ca từ tối đến rạng sáng, thậm chí còn không về nhà mà dứt khoát ngủ ở văn phòng. Mã Siêu lại nói tiếp. Dương Thanh khẽ thở dài. Tôi có cảm giác, ngày thu lưới sắp đến rồi. Phải rồi, còn một chuyện em muốn nói với anh. Đột nhiên Mã Siêu nói, trước đây tên Bạch Tuấn Hào cháu trai của Bạch Vương đến tập đoàn Nhạn Thanh kiếm chuyện bị em lừa một khoản tiền ấy, mấy ngày gần đây hắn cứ bám lấy chị dâu. Bây giờ chủ lực của vương tộc họ Bạch đã tiến vào Yến Đô, bên cạnh hắn có cao thủ vương cảnh hậu kỳ bảo vệ, tạm thời không ai trong ảnh vệ có thể đối phó được, anh xem. Mã Siêu còn chưa nói xong thì trong mắt Dương Thanh lóe lên một tia lạnh lùng. Cậu ta chán sống rồi. Anh Thanh, hay là tìm Đồng Chiêm Cương ra mặt giải quyết chuyện này, Mã Siêu hỏi một cách cẩn thận dè dặt. Im. Sau khi thư ký báo cáo xong vẫn còn lo lắng. Cô ta không biết có chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết bắt đầu từ một tuần trước, Tần Thanh Tâm như biến thành người khác, mỗi ngày đều điên cuồng làm việc. Một khi người phía dưới phạm sai lầm, cô đều sẽ rất tức giận. Cô ta là thư ký của Tần Thanh Tâm tất nhiên hứng chịu cơn giận của cô nhiều nhất. Quả nhiên. Sau khi nghe thư ký báo cáo xong, Tần Thanh Tâm lập tức lạnh mặt tức giận nói, nếu bảo vệ không phải là đối thủ của người ta, các cô không biết báo cảnh sát à? Vâng, sếp Tần, tôi sẽ báo cảnh sát ngay đây. Thư ký giật mình, vội vàng lấy điện thoại di động ra báo cảnh sát. Tần Thanh Tâm vẫn cúi đầu làm việc giống như Bạch Tuấn Hào bên ngoài không tồn tại. Lúc này, trong đại sảnh tầng 1 đã được bố trí thành nơi tỏ tình. Còn có mấy nhân viên đang không ngừng chuyển hoa hồng từ bên ngoài vào. Bạch Tuấn Hào mặc bộ vest màu trắng, giày da màu đen cũng được đánh bóng loáng, gương mặt rạng ngời đầy tự tin đang ngồi bên cạnh chờ. Còn có một cao thủ vương cảnh hậu kỳ của vương tộc họ Bạch đứng sau lưng anh ta. Bây giờ,
năm vương tộc lớn đều phái ra chủ lực của gia tộc tới Yến Đô. Bạch Tuấn Hào là cháu trai của Bạch Vương, cao thủ bên cạnh anh ta tất nhiên sẽ không yếu. Có thể nói, bây giờ ở Yến Đô, người có thể sở hữu vệ sĩ cảnh giới vương cảnh hậu kỳ chỉ có thể là nhân vật nằm ở trung tâm quyền lực của vương tộc thôi. Dù sao các thế lực địa phương ở Yến Đô không có một cao thủ vương cảnh hậu kỳ nào. Cậu chủ Bạch, bây giờ đã hết giờ làm, sao xếp Tần còn chưa xuống? Hay tôi tới văn phòng cô ấy, mời cô ấy xuống vậy? Một người thanh niên mặc vest bên cạnh Bạch Tuấn Hào hỏi với vẻ nịnh nọt. Câm miệng! Bạch Tuấn Hào tức giận quát, sau đó cong môi cười đầy vẻ tự tin và rạng rỡ, chắc xếp Tần quá bận nên quên về thôi. Nếu cô ấy biết tôi ở đây, đã chủ động ra đón từ lâu rồi. Khóe miệng người thanh niên khẽ giật giật, không dám nói gì nữa. Từng giây từng phút trôi qua nhưng mãi vẫn không thấy Tần Thanh Tâm xuất hiện, Bạch Tuấn Hào mất kiên nhẫn, khẽ nhíu mày, rốt cuộc người phụ nữ này đang giở trò quỷ gì vậy? Sao cô ta còn chưa ra? Cô, tới đây cho tôi. Bạch Tuấn Hào ngoắc tay gọi một cô gái trẻ. Anh ta biết cô gái này là thư ký của Tần Thanh Tâm. Cô gọi xếp Tần của các cô xuống đây cho tôi, cứ nói tôi có chuyện quan trọng cần tìm cô ấy. Bạch Tuấn Hào nói. Thư ký khẽ nhíu mày. Cho dù cô ta sợ Bạch Tuấn Hào nhưng vẫn từ chối, xin lỗi, xếp Tần của chúng tôi đang bận nên không có thời gian gặp anh, mong anh hãy về đi. Bốp! Bạch Tuấn Hào tát thẳng vào mặt thư ký, tôi bảo cô làm thế nào thì cô cứ việc làm theo, nói nhảm như vậy làm gì. Cô đi gọi Tần Thanh Tâm xuống đây cho tôi, nếu không tôi sẽ cho người lột sạch quần áo của cô. Thư ký run rẩy, chỗ bị tát trên mặt nóng rát, uất ức rưng rưng nước mắt. Cô ta không dám trêu chọc Tần Thanh Tâm, cũng không dám đắc tội Bạch Tuấn Hào. Nhìn cái gì mà nhìn, cô còn không đi gọi xếp Tần của các cô xuống à? Bạch Tuấn Hào phẫn nộ quát. Lúc này, thư ký mới vội xoay người rời đi. Sau khi đến cửa văn phòng của Tần Thanh Tâm, cô ta dè dặt gõ cửa và bước vào. Xếp Tần, Bạch Tuấn Hào cứ nhất quyết yêu cầu chị xuống. Nếu chị không xuống, anh ta sẽ lột sạch quần áo của tôi. Chị xem, hay là chị xuống đuổi anh ta đi? Thư ký nơm nớp lo sợ nói. Tần Thanh Tâm vừa muốn nổi giận thì nhìn thấy dấu tay in rõ trên mặt thư ký, cô càng phẫn nộ hơn, anh ta đánh cô à? Thư ký khẽ gật đầu, tôi đã báo cảnh sát nhưng đến bây giờ vẫn chưa thấy có ai tới. Tôi nghĩ, chắc không có người tới đâu. Tần Thanh Tâm giận tới run người, đứng phát dậy và đi ra ngoài. Chẳng bao lâu, Tần Thanh Tâm đã đi tới đại sảnh tầng 1. Cô chỉ thấy trong đại sảnh đều là bóng bay và hoa hồng. Ở giữa đại sảnh tầng 1 còn có một hình trái tim lớn bằng cánh hoa hồng. Bạch Tuấn Hào đang đứng ở giữa những cánh hoa hồng, trong tay còn cầm một bó hoa hồng lớn, xung quanh anh ta là những ngọn nến đang cháy. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Tần Thanh Tâm dứt khoát xoay người đi vào phòng vệ sinh. Trong lúc thư ký đang nghi ngờ thì thấy cô xách một thùng nước đi ra. Xếp Tần, chị để tôi cầm cho. Thư ký không biết Tần Thanh Tâm muốn làm gì nhưng vẫn vội vàng bước tới, định nhận lấy thùng nước trong tay cô. Không cần. Tần Thanh Tâm vừa dứt lời lại đi về phía Bạch Tuấn Hào. Xếp Tần tới rồi. Đột nhiên có người kinh ngạc kêu lên một tiếng. Mọi người nhất thời đều nhìn về phía Tần Thanh Tâm. Bạch Tuấn Hào cũng đã nhìn thấy Tần Thanh Tâm, lập tức thể hiện một tư thế tự cho là rất đẹp trai, tay nâng bó hoa hồng, gương mặt rạng rỡ nhìn về phía cô. Tần Thanh Tâm, tôi thích. Rào. Bạch Tuấn Hào vừa chuẩn bị tỏ tình, mấy từ tôi thích em còn chưa kịp nói ra, Tần Thanh Tâm đã hất cả thùng nước lớn qua. Bạch Tuấn Hào lập tức ướt như chuột lột, những ngọn nến xung quanh anh ta cũng bị dội tắt. Không chỉ vậy, hình trái tim được xếp bằng cánh hoa hồng cũng bị thùng nước hất trôi. Giờ phút này, ai nấy đều kinh ngạc há hốc mồm, không ngờ được Tần Thanh Tâm sẽ nóng nảy như thế, dùng nước hất lên người Bạch Tuấn Hào. Bạch Tuấn Hào là cháu trai Bạch Vương của vương tộc họ Bạch, cho dù ở trong vương tộc họ Bạch cũng là nhân vật quyền cao chức trọng. Bây giờ lại bị một người phụ nữ xối cho ướt sũng ngay trước mặt mọi người. Điều này quả thật là sỉ nhục lớn nhất đối với anh ta. Anh cút ngay cho tôi. Chỗ này là tập đoàn Nhạn Thanh, tôi không cho phép bất kỳ ai tới làm ô nhiễm môi trường ở đây. Tần Thanh Tâm vô cùng phẫn nộ nói. Bạch Tuấn Hào đờ người ra trong giây lát, sau đó đã lấy lại tinh thần. Mấy ngày nay, anh ta đều đến tập đoàn Nhạn Thanh chờ Tần Thanh Tâm mỗi ngày nhưng cô chưa từng để ý tới anh ta. Anh ta muốn dùng các cách tỏ tình để ép Tần Thanh Tâm đi vào khuôn khổ, nhưng không ngờ mình còn chưa kịp tỏ tình đã bị cô dùng cách này phá hỏng. Nhất thời, anh ta chỉ cảm thấy vô cùng tức giận. Anh ta là cháu trai Bạch Vương của vương tộc họ Bạch, đã bao giờ bị sỉ nhục như vậy chứ? Con đàn bà đê tiện này,
mày cũng dám làm vậy với cậu Bạch à? Chán sống rồi chứ gì? Một người thanh niên bên cạnh Bạch Tuấn Hào xông tới, định tát Tần Thanh Tâm. Bịch! Khi gã sắp tát vào mặt Tần Thanh Tâm, đúng lúc này có một người trung niên lập tức chắn trước mặt cô, giơ chân đá người thanh niên kia bay ra ngoài. Ông Tiền Bưu! Tần Thanh Tâm kinh ngạc khi nhìn thấy Tiền Bưu. Cô biết Tiền Bưu là người của Dương Thanh. Cô vốn tưởng Dương Thanh bị thương nặng, được người của Chiến Vực đón đi thì không còn ai bảo vệ mình nữa. Cô không ngờ Tiền Bưu vẫn âm thầm bảo vệ mình. Vừa nghĩ tới Dương Thanh vì mình mà đến giờ chưa rõ sống chết thế nào, cô càng đau khổ hơn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Giờ phút này, tất cả đều sợ ngây người, không ai ngờ được Đổng Chiêm Cương dám chĩa súng vào đầu Bạch Tuấn Hào. Dù sao Bạch Tuấn Hào cũng là cháu nội của Bạch Vương, người đứng đầu một trong năm vương tộc của Chiêu Châu. Dù Đổng Chiêm Cương thực sự là thống soái tối cao của Chiến Vực Yến Đô thì cũng chỉ là một đơn vị của Chiến Vực Chiêu Châu. Trên khắp Chiêu Châu có biết bao nhiêu thống soái đơn vị phụ thuộc Chiến Vực. Lúc này Bạch Tuấn Hào cũng sững sờ, nhưng hơn cả là nỗi sợ hãi đến từ tận sâu linh hồn. Hiện giờ toàn thân Đổng Chiêm Cương đều ngập tràn sát khí. Bạch Tuấn Hào không hề nghi ngờ ông ta thật sự dám nổ súng. Tôi không có ý muốn dạy đời ông. Bạch Tuấn Hào không chịu nổi áp lực của Đổng Chiêm Cương, run rẩy nói. Cho dù có không cam lòng tới đâu nhưng ở trong tình cảnh này, anh ta thật sự không có chút ưu thế nào. Huống hồ Đổng Chiêm Cương còn là cao thủ vương cảnh đỉnh phong. Bạch Vương cũng chỉ đạt được cảnh giới này mà thôi. Bây giờ cậu còn muốn dẫn xếp Tần đi nữa không? Đổng Chiêm Cương tiếp tục ép hỏi. Ông ta tức giận như vậy là vì Bạch Tuấn Hào dám có ý đồ tới Tần Thanh Tâm. Nếu là những chuyện khác, ông ta vẫn sẽ nể mặt Bạch Vương không làm đến mức này. Không dám. Bạch Tuấn Hào vội vàng lắc đầu, xếp Tần đã được thống soái Đổng bảo vệ, sao tôi dám mang cô ấy đi? Không thì mau cút khỏi đây cho tôi. Đổng Chiêm Cương đằng đằng sát khí nhìn Bạch Tuấn Hào, sau này nếu còn để tôi biết cậu dám tới làm phiền xếp Tần thêm một lần nào nữa, tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Cút. Sau đó, Đổng Chiêm Cương mới rút súng về. Với thực lực của ông ta, muốn chơi chết Bạch Tuấn Hào cũng dễ như trở bàn tay. Nhưng dù sao ông ta vẫn là người của Chiến Vực, nếu thật sự làm vậy sẽ ảnh hưởng tới quan hệ giữa vương tộc họ Bạch và Chiến Vực. Mặc dù Chiến Vực không sợ bất kỳ vương tộc nào, thậm chí là cả hoàng tộc nhưng hoàng tộc và vương tộc đều là thế lực cầm quyền của Chiêu Châu như Chiến Vực. Bất kỳ thế lực nào bị giảm bớt sức mạnh đều là tổn thất của cả Chiêu Châu. Bạch Tuấn Hào vội vàng đứng lên, đang định rời đi thì có một người đàn ông trung niên dẫn người tới. Từ bao giờ một chỉ huy đơn vị của Chiến Vực cũng có thể động tới con cháu của vương tộc họ Bạch? Người trung niên lạnh giọng nói, tiếng nói như tiếng sấm rền vang khắp sảnh lớn. Tất cả mọi người đều nhìn sang ông ta. Chú hai. Nhìn thấy người tới, Bạch Tuấn Hào mừng rỡ hô lên. Đổng Chiêm Cương cũng híp mắt nhìn đối phương, sắc mặt khó coi. Ông ta đã nhận ra đối phương là ai? Người con thứ hai của Bạch Vương, cũng là người phụ trách hiến đô của vương tộc họ Bạch, Bạch Khánh. Lúc nhìn thấy Bạch Khánh, Tần Thanh Tâm cũng khá bất ngờ. Bạch Khánh từng dẫn vợ tới tham dự đám cưới của Mã Siêu và Ngải Lâm, ngồi chung bàn với cô. Trong đám cưới, ông ta còn chủ động trò chuyện với cô. Bạch Khánh, Đổng Chiêm Cương cau mày nói, cháu ông không hiểu chuyện, tôi dạy dỗ một chút. Chắc nhị vương tử sẽ không từ chối đâu nhỉ. Ông là cái thá gì cũng dám đòi dạy dỗ cháu tôi. Bạch Khánh không hề nể mặt Đổng Chiêm Cương, quát lớn trước mặt mọi người. Ý chí chiến đấu mạnh mẽ nổi lên. Lão già sau lưng ông ta cũng toát ra khí thế. Toàn bộ sảnh lớn tầng 1 của tập đoàn Nhãn Thanh đều bị một luồng khí thế khủng khiếp bao phủ. Đám nhân viên không khỏi sợ run người. Tần Thanh Tâm hốt hoảng vội vàng bước tới nhìn Bạch Khánh. Chào ông Bạch, tôi là phó tổng giám đốc tập đoàn Nhãn Thanh, Tần Thanh Tâm. Ông còn nhớ tôi không? Lúc trước chúng ta từng gặp nhau trong đám cưới của Mã Siêu đấy. Chuyện này có hiểu lầm. Từ bao giờ con chó con mèo nào cũng đòi bấu víu quan hệ với tôi? Tần Thanh Tâm còn chưa nói hết câu đã bị Bạch Khánh chen ngang. Lúc này, Bạch Khánh nào còn ôn tồn lịch sự như khi mới gặp Tần Thanh Tâm. Ông ta kiêu ngạo như một người cầm quyền cao ý, ánh mắt nhìn Tần Thanh Tâm tràn ngập khinh thường. Tần Thanh Tâm sững sờ. Lúc ở đám cưới Mã Siêu, Bạch Khánh còn chủ động bắt chuyện với cô, thái độ cực kỳ khiêm tốn. Nhưng bây giờ sao lại trở nên như vậy? Bạch Khánh, tốt nhất ông hãy biết tôn trọng đi. Xếp Tần không phải người ông có thể sỉ nhục. Đổng Chiêm Cương lạnh lùng lên tiếng, vẻ mặt giận dữ.
Ông ta vừa mới đột phá vương cảnh đỉnh phong, nhưng lão già đứng sau lưng Bạch Khánh lại khiến ông ta cảm nhận được áp lực rất lớn. Rõ ràng, thực lực của lão ta cũng là vương cảnh đỉnh phong. Bản thân Bạch Khánh cũng là cao thủ vương cảnh hậu kỳ, dù là con trai thứ hai nhưng lại có nhiều quyền lợi nhất trong số các con trai của Bạch Vương. Nghe nói Bạch Vương rất xem trọng Bạch Khánh, có ý định đợi chuyện ở Yến Đô kết thúc sẽ chọn ông ta làm người thừa kế. Lão già sau lưng Bạch Khánh kia là cao thủ hàng đầu của vương tộc họ Bạch, được Bạch Vương phái tới bảo vệ Bạch Khánh. Mặc dù ông ta là chỉ huy chiến vực Yến Đô, cũng có thực lực vương cảnh đỉnh phong nhưng địa vị vẫn thấp hơn một nửa so với người thừa kế của vương tộc họ Bạch. Với tình thế hiện giờ, e là ông ta khó mà bảo vệ được Tần Thanh Tâm. Hừ, Bạch Khánh cười lạnh, lại nhìn sang Bạch Tuấn Hào, một ả đàn bà quá chồng mà cháu cũng thích à. Dường như Bạch Tuấn Hào rất sợ Bạch Khánh, cúi đầu đáp, cháu chỉ muốn chơi đùa một chút thôi. Dù có chơi đùa cũng không được. Cháu là dòng dõi của vương tộc họ Bạch, muốn loại phụ nữ nào mà chẳng được. Một ả đàn bà đã bị chơi nát cũng thích được hả? Bạch Khánh lạnh giọng quát tháo. Bạch Tuấn Hào cuống quýt nói, xin lỗi chú hai, cháu biết sai rồi. Cuộc nói chuyện của hai chú cháu khiến Tần Thanh Tâm nổi giận, nhị vương tử, dù sao ông cũng là dòng dõi của vương tộc họ Bạch, sao có thể nói ra những lời thô tục như vậy? Tôi tự hỏi tôi chưa từng đắc tội ông, sao ông lại sỉ nhục tôi? Tần Thanh Tâm không chỉ tức giận mà còn thấy ấm ức. Chẳng lẽ tôi nói sai gì sao? Bạch Khánh khinh miệt nhìn Tần Thanh Tâm, trong mắt tôi, cô chính là một món hàng nát. Không có cửa gả vào vương tộc họ Bạch đâu. Ông, Tần Thanh Tâm giận dữ toàn thân run lên, không nói nên lời. Bạch Khánh, ông là vương tử của vương tộc họ Bạch lại làm khó một cô gái yếu đuối, không sợ chuyện này truyền ra ngoài sẽ bị người ta chê cười sao? Đồng Chiêm Cương lạnh lùng hỏi. Lời nói của Bạch Khánh đã chọc giận ông ta. Nếu không vì lo lắng cho Tần Thanh Tâm, ông ta đã ra tay từ lâu rồi. Người khác cứ nghĩ Dương Thanh đã chết, nhưng ông ta biết rõ anh còn sống khỏe mạnh. Trước mặt Bạch Khánh, có lẽ ông ta chẳng là gì, nhưng với Dương Thanh, toàn bộ vương thành họ Bạch cũng không đáng nhắc tới. Chỉ cần Dương Thanh muốn là có thể tiện tay hủy diệt cả một vương tộc. Bác Khánh lạnh giọng nói, chỉ là một chỉ huy chiến vực Yến Đô, trước mặt tôi còn không bằng cái rắm. Nói xong, ông ta lại nhìn Tần Thanh Tâm, vì cô mà cháu tôi phải chịu ấm ức. Hôm nay tôi nhất định phải đòi lại công bằng. Rõ ràng cháu ông quấy rối tôi trước, tại sao tôi lại phải cho ông công bằng? Tần Thanh Tâm không nhịn được tức giận chất vấn. Giao tập đoàn Nhạn Thanh ra đây, chuyện này coi như xí xóa. Bạch Khánh ra lệnh. Im. Hiện giờ tập đoàn Nhạn Thanh là tập đoàn đứng đầu Chiêu Châu. Không chỉ vương tộc họ Bạch, e là đến cả hoàng tộc cũng thèm muốn chiếm đoạt. Không chỉ Đồng Chiêm Cương và Tần Thanh Tâm, những người Khánh cũng nhìn ra được mục đích thực sự của Bạch Khánh chính là tập đoàn Nhạn Thanh. Vì Tần Thanh Tâm mà Bạch Tuấn Hào phải chịu ấm ức chỉ là cái cớ vô sỉ. Bạch Khánh. Ông quá đáng rồi đấy. Đồng Chiêm Cương giận dữ nói, vẻ mặt đằng đằng sát khí. Ông ta không muốn chỉ vì chuyện nhỏ mà khiến quan hệ giữa chiến vực với vương tộc họ Bạch trở nên căng thẳng. Nhưng có một số chuyện đều có giới hạn. Bạch Khánh muốn chiếm đoạt tập đoàn Nhạn Thanh đã vượt qua giới hạn cuối cùng của ông ta. Có lẽ người khác không biết ý nghĩa của tập đoàn Nhạn Thanh với Dương Thanh nhưng ông ta biết rất rõ. Nói tập đoàn Nhạn Thanh là vảy ngược của Dương Thanh, chạm vào phải chết cũng không ngoa. Nếu Bạch Khánh đã tới vì tập đoàn Nhạn Thanh, sao có thể vì một câu nói của Đồng Chiêm Cương mà từ bỏ ý đồ? Ông ta cười lạnh một tiếng, từ khi nào chiến vực cũng bắt đầu nhúng tay vào chuyện của một tập đoàn rồi. Trong mấy chục năm qua, chiến vực chưa từng nhúng tay vào chuyện khác, chỉ quan tâm chiến sự. Câu hỏi của Bạch Khánh cũng không phải không có lý lẽ. Sắc mặt Đồng Chiêm Cương hoàn toàn trầm xuống, hỏi ngược lại, từ bao giờ vương tộc họ Bạch cũng bắt đầu ỷ mạnh hiếp yếu? Muốn chiếm đoạt tập đoàn Nhạn Thanh thì cứ nói thẳng ra, sao phải lấy cớ vô sỉ như vậy? Không ngại mất mặt hả? Ha ha! Bạch Khánh cười nhạt nói, tôi biết võ thuật của chỉ huy Yến Đô rất lợi hại, không ngờ mồm mép cũng nhanh nhạy như vậy. Ông đã nói tôi muốn chiếm đoạt tập đoàn Nhạn Thanh thì cứ cho là vậy đi. Chiến vực Yến Đô muốn nhúng tay vào chuyện của vương tộc họ Bạch sao? Đồng Chiêm Cương vẫn luôn nhẫn nhịn, lúc này đã sắp không nhịn nổi nữa, nhìn chằm chằm Bạch Khánh. Tập đoàn Nhạn Thanh là doanh nghiệp bản địa của Yến Đô, đương nhiên chiến vực Yến Đô có tư cách nhúng tay. Hôm nay tôi tuyên bố, ai dám động vào tập đoàn Nhạn Thanh chính là kẻ địch của chiến vực Yến Đô. Tôi sẽ bảo vệ tập đoàn Nhạn Thanh. Tần Thanh Tâm vô cùng cảm động, trong mắt cũng nghiêm túc hẳn lên. Cô thầm thề phải nỗ lực làm việc hơn nữa, phát triển tập đoàn Nhạn Thanh ngày càng hùng mạnh.
Bạch Khánh cũng không ngờ Đồng Chiêm Cương dùng cả chiến vực Yến Đô để đối đầu với mình chỉ vì tập đoàn Nhãn Thanh. Ánh mắt ông ta ngày càng lạnh lẽo. Đồng Chiêm Cương không dám tùy tiện đắc tội vương tộc họ Bạch, sao Bạch Khánh dám đắc tội chiến vực? Dù chiến vực Yến Đô chỉ là một đơn vị của chiến vực, nhưng chiến vực Chiêu Châu lại là thế lực mạnh nhất trên khắp Chiêu Châu. Không chỉ vậy, chiến vực còn là thế lực bao che cho cấp dưới nhất. Ông ta tin chỉ cần động tới Đồng Chiêm Cương, sợ là toàn bộ vương tộc họ Bạch đều sẽ phải hứng chịu lửa giận của chiến vực. Dù chiến vực không tự mình tiêu diệt vương tộc họ Bạch nhưng cũng sẽ khiến bọn họ phải trả giá đắt. Hai bên rằng có căng thẳng, không ai dám tùy tiện ra tay. Tần Thanh Tâm cũng biết mình không thể nhúng tay vào chuyện này, chỉ đành đứng ở một bên quan sát Đồng Chiêm Cương và Bạch Khánh đối đầu. Một lúc lâu sau, rốt cuộc Bạch Khánh cũng lên tiếng, ông không tiếc đắc tội vương tộc họ Bạch cũng muốn bảo vệ tập đoàn Nhãn Thanh bằng được, không sợ chiến vực trách tội sao. Cùng lắm là bị đuổi khỏi chiến vực thôi. Vì tập đoàn Nhãn Thanh, đừng nói là bị đuổi đi, dù có chết ông đây cũng không sợ. Đồng Chiêm Cương kiên định nói. Đương nhiên ông ta biết rõ Bạch Khánh đang thăm dò giới hạn của mình. Nếu lúc này ông ta tỏ ra do dự và e ngại dù chỉ một chút, sợ là không thể thay đổi thái độ của Bạch Khánh. Được, được lắm. Dường như Bạch Khánh giận quá hóa cười, vậy thì chúng ta cứ chờ xem, nhất định tôi sẽ chuyển lại nguyên văn lời nói của ông cho chiến vực. Tùy ông. Đồng Chiêm Cương lạnh lùng đáp. Chúng ta đi. Bạch Khánh dứt khoát quay người rời đi. Mãi đến khi Bạch Khánh rời khỏi, Đồng Chiêm Cương mới thầm thở phào một hơi, nhưng sắc mặt lại tối sầm. Ông ta không sợ bị chiến vực đuổi. Lần trước Dương Thanh tới Vương Thành Quan, ông Phùng đã đích thân ra lệnh, dù có hủy diệt cả vương tộc họ Quan cũng không được để Dương Thanh gặp nguy hiểm. Câu nói này đã thể hiện thái độ của chiến vực Chiêu Châu. Không cần nói cũng biết Dương Thanh quan trọng với Chiêu Châu tới mức nào. Dù chiến vực biết được chuyện hôm nay ông ta đã làm cũng sẽ không trách tội. Cảm ơn chú Đồng. Lúc này Tần Thanh Tâm đi tới, cảm kích nói, nếu không nhờ có chú, cháu thực sự không biết phải làm gì. Đồng Chiêm Cương khẽ lắc đầu, đưa cho cô một tờ danh thiếp, đây là số điện thoại của tôi. Nếu cô gặp phải phiền phức gì cứ gọi cho tôi. Tần Thanh Tâm thầm giật mình. Không ngờ thái độ của Đồng Chiêm Cương với cô lại tôn kính như vậy. Chú Đồng, cháu có thể hỏi chú một chuyện không? Tần Thanh Tâm bỗng đỏ bừng hai mắt hỏi. Đồng Chiêm Cương đã đoán được cô muốn hỏi điều gì nhưng vẫn gật đầu đáp, cô hỏi đi. Có phải chồng cháu Dương Thanh bị chiến vực các chú đưa đi không? Rốt cuộc bây giờ anh ấy thế nào rồi? Hai mắt Tần Thanh Tâm đỏ hoe, nước mắt trực trào. Đã một tuần trôi qua kể từ tai nạn lần trước nhưng đến tận lúc này cô vẫn chưa nhận được bất kỳ tin tức gì của Dương Thanh. Khó khăn lắm mới gặp được một người có chút địa vị ở chiến vực, đương nhiên cô sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đồng Chiêm Cương lắc đầu nói, xin lỗi cô, chuyện này là cơ mật của chiến vực, tôi không được biết, cũng không thể nói cho cô. Tần Thanh Tâm không cam lòng, lại hỏi tiếp. Cháu chỉ muốn biết liệu anh ấy còn sống hay không. Xin lỗi. Đồng Chiêm Cương vẫn kiên quyết lắc đầu. Ông ta không đành lòng lừa gạt Tần Thanh Tâm, chỉ có hai chữ xin lỗi mới có thể che giấu được đáp án. Cơ thể Tần Thanh Tâm lảo đảo suýt ngã, cuối cùng không kìm được rơi nước mắt. Im. Tần Thanh Tâm cảm kích nói, lập tức quay lưng đi ra khỏi tập đoàn Nhãn Thanh. Ngay bên đường có một chiếc xe ô tô màu đen, bên trong có một bóng người trẻ tuổi đang nhìn chằm chằm vào cổng tập đoàn Nhãn Thanh. Khi anh nhìn thấy vẻ mặt mất hồn của Tần Thanh Tâm đi ra ngoài, trong mắt tràn đầy yêu thương xen lẫn áy náy. Đúng lúc này, chuông điện thoại của anh reo lên. Sau khi bắt máy, giọng nói của Đồng Chiêm Cương vang lên, đại nhân, sếp Tần nhờ tôi chuyển lời cho cậu, cô ấy và con gái sẽ chờ cậu trở về. Ông ta ngừng lại một lúc mới nói tiếp, sẽ chờ cậu như 5 năm trước cậu rời đi. Im. Tài xế lên tiếng đáp, lập tức nổ máy lái xe đi mất. Hiện giờ. Nhà họ Lâm trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô đã hoàn toàn đầu hàng vương tộc họ Bạch, người của vương tộc họ Bạch cũng đang ở đó. Nhà họ Lâm ở Yến Đô. Bạch Khánh vừa mới trở về từ tập đoàn Nhãn Thanh, sắc mặt âm trầm. Bạch Tuấn Hào e dè đi sau lưng ông ta. Vô dụng. Mãi đến khi đi vào phòng, Bạch Khánh mới tức giận quát lớn, một ả đàn bà cũng không giải quyết được, đúng là đồ vô dụng. Bạch Tuấn Hào câm như hến, toàn thân run lẩy bẩy, trong lòng cảm thấy ấm ức. Anh ta tới tập đoàn Nhãn Thanh tìm Tần Thanh Tâm nhưng không nói cho Bạch Khánh biết. Vừa rồi rõ ràng Bạch Khánh đã nói cô là một ả đàn bà bị chơi nát, không có tư cách để anh ta chơi đùa. Thế nhưng bây giờ Bạch Khánh lại trách anh ta không giải quyết được Tần Thanh Tâm, khiến anh ta cực kỳ ấm ức. Nhưng anh ta cũng biết vừa rồi Bạch Khánh bị chọc giận ở tập đoàn Nhãn Thanh, không có chỗ xả giận nên mới xả lên người anh ta.
Quả nhiên, sau khi mắng chửi một phen, Bạch Khánh dần bình tĩnh lại. Chú hai, Đồng Chiêm Cương này quá ngạo mạn, không thèm nể mặt chú gì cả. Bấy giờ Bạch Tuấn Hào mới dám nói chuyện, tỏ vẻ tức giận nói, hay là chúng ta cứ phái cao thủ đứng đầu đi giết đồ chết tiệt đó đi. Anh ta còn bị Đồng Chiêm Cương tát cho một cái, mặt mũi sưng vù. Anh ta thù ghét Đồng Chiêm Cương không hề thua kém Bạch Khánh. Bạch Khánh cau mày, giết chỉ huy của một đơn vị trực thuộc chiến vực. Cháu tưởng vương tộc họ Bạch đã mạnh đến mức không thèm coi chiến vực ra gì rồi à? Cảm nhận được lửa giận của Bạch Khánh, Bạch Tuấn Hào lập tức hốt hoảng, lắc đầu nguầy nguậy, cháu xin lỗi, tại cháu lắm miệng lỡ lời. Nếu còn dám nói vớ vẩn nữa, đừng trách chú không khách sao. Bạch Khánh hờ hững nói. Vâng vâng vâng, cháu không nói vớ vẩn nữa đâu. Bạch Tuấn Hào vội vàng cam đoan. Bạch Khánh lại nói tiếp, đừng nói Đồng Chiêm Cương là cao thủ vương cảnh đỉnh phong, dù ông ta chỉ mới đột phá vương cảnh chúng ta cũng không thể giết ông ta được. Chiến vực Chiêu Châu là thế lực mạnh nhất Chiêu Châu, cũng là thế lực bao che cấp dưới nhất. Nếu chỉ huy của một đơn vị chiến vực chết, e là sẽ chấn động toàn bộ Chiêu Châu. Chiến vực Chiêu Châu vốn rất thích bao che cho người dưới, chắc chắn sẽ điều tra nghiêm ngặt. Đến lúc đó dù có không tra được chứng cứ, chỉ là hoài nghi vương tộc họ Bạch e là chiến vực cũng sẽ bắt chúng ta phải trả giá đắt. Cũng chính vì vậy nên vừa rồi dù Bạch Khánh đang chiếm ưu thế nhưng vẫn không dám làm gì Đồng Chiêm Cương. Nếu lời cháu nói muốn giết Đồng Chiêm Cương bị truyền ra ngoài, chỉ cần ông ta gặp chuyện cả vương tộc họ Bạch đều sẽ phải gánh chịu lửa giận của chiến vực. Bạch Khánh nhìn chằm chằm Bạch Tuấn Hào, nghiêm giọng nói. Cháu hiểu rồi chú hai. Sau này cháu không nói mấy lời ngu xuẩn như vậy nữa, Bạch Tuấn Hào vội vàng tỏ thái độ. Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng truyền tới một tràng dài tiếng vang. Cùng lúc đó, khí thế khủng khiếp khiến người ta ngạt thở bao phủ toàn bộ nhà họ Lâm. Ai? Bạch Khánh giật mình kinh hãi, lập tức đứng bật dậy. Luồng khí thế này quá mạnh, đến cả ông ta cũng cảm thấy áp lực rất lớn. Ông ta có ảo giác người này có thực lực cực kỳ cao, thậm chí có thể đã là bán bộ thần cảnh. Bạch Tuấn Hào càng sợ hơn, bị áp lực của khí thế này dọa run lẩy bẩy, ánh mắt tràn đầy hoảng loạn. Anh ta cảm thấy như đang bị thần chết để mắt tới, dường như đối phương tới đây tìm mình. Tôi là nhị vương tử nhà họ Bạch, Bạch Khánh. Không biết là vị nào tới đây, có gì chỉ bảo. Bạch Khánh mở cửa đi ra ngoài, cung kính nói với chiếc xe ô tô màu đen đỗ lại trước cổng. Đám cao thủ hàng đầu của vương tộc họ Bạch ở bên cạnh ông ta, trong đó còn có một cao thủ vương cảnh đỉnh phong đều xa sầm mặt. Ai cũng cảm giác được, trong xe có một cao thủ đỉnh cao có thể giết tất cả bọn họ. Bạch Khánh vô cùng sợ hãi, dù là trước mặt Bạch Vương ông ta cũng chưa từng có cảm giác như vậy. Bạch Vương là chủ của vương tộc họ Bạch, thực lực đã đạt tới bán bộ thần cảnh. Bạch Khánh là con trai lão ta, đương nhiên biết rõ bố mình mạnh cỡ nào. Nhưng mà hiện giờ ở Yến Đô lại xuất hiện một cao thủ thần bí có khí thế mạnh mẽ hơn cả bố ông ta, khiến ông ta rất bất an. Cạch, cửa xe bỗng nhiên mở ra. Bạch Khánh nhìn chằm chằm cửa xe, lập tức cảm thấy một luồng khí thế còn mạnh hơn hung mãnh càn quét tới. Ông ta lập tức khiếp sợ. Chú hai cứu cháu, anh ta muốn giết cháu. Chú mau cứu. Đúng lúc đó, trong phòng chợt truyền ra tiếng kêu gào thảm thiết. Là giọng của Bạch Tuấn Hào, nhưng anh ta chưa kịp nói hết câu đã bị kết liễu. Bịch. Ngay sau đó là tiếng va chạm vang vọng. Cửa xe vốn đang mở lại đóng vào lần nữa. Chiếc xe nổ máy chậm rãi rời đi. Đám người vương tộc họ Bạch đều nơm nớp lo sợ đứng im tại chỗ, dù nghe thấy tiếng kêu cứu của Bạch Tuấn Hào ở trong phòng cũng không ai dám nhúc nhích. Không phải bọn họ không muốn cứu Bạch Tuấn Hào, mà là không cứu nổi. Vừa rồi lúc cửa xe đột nhiên mở ra, bọn họ còn chưa nhìn thấy người trong xe là ai thì người đó đã biến mất. Ngay sau đó lại nghe thấy tiếng cầu cứu của Bạch Tuấn Hào ở trong phòng. Sau khi tiếng kêu cứu biến mất, cửa xe đóng lại. Tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt. Thậm chí bọn họ còn chưa kịp phản ứng lại chiếc xe kia đã rời đi rồi. Bạch Tuấn Hào đã chết. Lúc này, cao thủ vương cảnh đỉnh phong đứng sau lưng Bạch Khánh chậm rãi nói, sắc mặt cực kỳ khó coi. Tất cả đều trợn mắt há hốc mồm, Bạch Tuấn Hào đang sống sờ sờ cứ chết đi như vậy sao? Bọn họ chỉ cảm thấy quá khó tin. Một người ngơ ngác hỏi, bị cao thủ thần bí trong xe kia giết sao? Nghe thấy thế, đám người lại càng kinh hãi. Vừa rồi bọn họ đã đoán ra được. Chỉ là không ai chịu đối mặt với sự thật này, cũng không ai dám nói ra. Sau khi có người lên tiếng, bọn họ mới tỉnh ngộ. Bạch Tuấn Hào đã bị cao thủ thần bí trong xe vừa rồi giết chết. Hơn nữa bọn họ còn không kịp nhìn thấy bóng dáng người kia.
Từ lúc cửa xe mở ra đến khi Bạch Tuấn Hào bị giết, rồi chiếc xe rời đi dường như chỉ xảy ra trong một giây ngắn ngủi. Sao có thể như vậy được? Có người không nhìn được thốt lên, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Sắc mặt Bạch Khánh Sa sầm lại, lau đi mồ hôi trên trán, hỏi lão già Vương Cảnh đỉnh phong bên cạnh, đối phương là cao thủ bán bộ thần cảnh sao? Lão ta khẽ lắc đầu. Bạch Khánh hít sâu một hơi, chẳng lẽ người đó là cao thủ thần cảnh? Lão ta gật đầu đáp, chỉ có cao thủ thần cảnh mới có thể lấy mạng một người trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy. Nếu đấu với người đó, e là tôi còn không có cơ hội ra tay. Lời nói của lão già khiến mọi người đều trợn tròn mắt. Lão ta là cao thủ hàng đầu vương tộc họ Bạch, thực lực đứng trong top 5 cao thủ mạnh nhất gia tộc. Cao thủ như vậy mà nói nếu đấu với cao thủ thần bí kia, đến cả cơ hội ra tay cũng không có. Bạch Tuấn Hào chỉ có thực lực vương cảnh sơ kỳ, sao có thể khiến cao thủ thần cảnh tự mình ra tay? Bạch Khánh không thể hiểu nổi tại sao một cao thủ chỉ có trong truyền thuyết lại chạy tới giết một con kiến mới có thực lực vương cảnh sơ kỳ như Bạch Tuấn Hào. Một lúc lâu sau, lão già vương cảnh đỉnh phong bên cạnh Bạch Khánh mới trầm giọng nói, trừ phi Bạch Tuấn Hào đã đắc tội người không thể chọc, nếu không cũng sẽ không dẫn tới cao thủ thần cảnh. Không chỉ vậy, đối phương cũng đang cảnh cáo vương tộc họ Bạch. Nghe vậy, Bạch Khánh bỗng nhớ ra mấy ngày này Bạch Tuấn Hào vẫn luôn quấy rối Tần Thanh Tâm. Ông ta biết rõ mọi hành tung của Bạch Tuấn Hào. Vậy nên sau khi biết hôm nay anh ta định tới tập đoàn Nhạn Thanh tỏ tình với Tần Thanh Tâm, Bạch Khánh mới có thể kịp thời chạy tới để cướp đoạt tập đoàn Nhạn Thanh. Nào ngờ Đồng Chiêm Cương chỉ huy tối cao của chiến vực Yến Đô lại tới, thà đắc tội vương tộc họ Bạch cũng phải bảo vệ tập đoàn Nhạn Thanh. Hiện giờ xem ra, dù lúc đó không có Đồng Chiêm Cương, ông ta cũng không cướp nổi tập đoàn Nhạn Thanh. Nhị vương tử, cậu nghĩ chuyện này có liên quan tới Dương Thanh không? Lão già vương cảnh đỉnh phong bỗng hỏi. Bạch Khánh giật mình nhìn lão ta, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Vừa rồi ông ta cũng nghĩ tới khả năng này, chỉ là không muốn tin tưởng. Ông ta biết thiên phú võ thuật của Dương Thanh rất mạnh, nhưng luôn cho rằng dù có mạnh đến đâu anh cũng chỉ có thể đạt tới vương cảnh sơ kỳ là cùng. Vậy mà giờ đây, Bạch Tuấn Hào lại bị cao thủ thần cảnh tiêu diệt. Chẳng lẽ sau lưng Dương Thanh còn có người khác sao? Càng nghĩ, Bạch Khánh càng thêm kinh sợ. Ông ta nheo mắt nói, xem ra Dương Thanh vẫn chưa chết. Không chỉ vậy còn có chỗ dựa rất lớn. Ý của nhị vương tử là? Lão già vương cảnh đỉnh phong hỏi. Sau khi Dương Thanh xảy ra chuyện chỉ có tin tức cậu ta bị trọng thương và bị người của chiến vực đưa đi. Bạch Khánh càng nói, sắc mặt lại càng trầm trọng, cả chuyện Đồng Chiêm Cương, chỉ huy tối cao của chiến vực Yến Đô kiên quyết bảo vệ tập đoàn Nhạn Thanh và vợ của Dương Thanh nữa. Mà Dương Thanh vốn là cao thủ giải ngũ khỏi biên giới phía Bắc. Chứng tỏ người đứng sau cậu ta có lẽ đã giao dịch sẽ nâng đỡ Dương Thanh trở thành vương của Yến Đô, sau đó kế thừa đế thôn. Lão già vương cảnh đỉnh phong khiếp sợ nói, tức là hiện giờ chiến vực muốn mượn tay Dương Thanh để khống chế đế thôn sao? Bạch Khánh gật đầu, nói chính xác hơn hẳn là biên giới phía Bắc. Có lẽ người đứng sau Dương Thanh chính là tướng quân của biên giới phía Bắc. Ở đó cũng chỉ có một mình Dương Bất Bại tướng quân của biên giới phía Bắc là cao thủ thần cảnh. Dương Bất Bại. Cái tên này khiến đám cao thủ vương tộc họ Bạch đều vô cùng chấn động. Bọn họ là cao thủ của vương tộc họ Bạch, sao có thể chưa từng nghe tới Dương Bất Bại? Chiến thần mạnh nhất Chiêu Châu trong truyền thuyết, một người có thể địch lại nửa quốc gia. Nếu đây là sự thật, chẳng lẽ cao thủ thần bí vừa tới đây mà bọn họ không kịp nhìn thấy chính là tướng quân của biên giới phía Bắc sao? Giờ phút này, Bạch Khánh chỉ cảm thấy toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Nếu người đứng sau Dương Thanh thực sự là Dương Bất Bại, chẳng phải hành động của vương tộc họ Bạch trong thời gian này đã hoàn toàn đắc tội với Dương Thanh rồi sao? Rất có thể Dương Thanh vẫn còn sống, nếu không sao chiến vực có thể đứng ra bảo vệ tập đoàn Nhạn Thanh. Càng nghĩ, Bạch Khánh càng thấy kinh hãi. Ông ta không dám chậm trễ, vội vàng gọi điện thoại báo tin, bố ơi, rất có thể chúng ta đã đắc tội tướng quân của biên giới phía Bắc ở Yến Đô. Cái gì, con nói chúng ta đắc tội chiến thần mạnh nhất Chiêu Châu, tướng quân của biên giới phía Bắc Dương Bất Bại sao? Bạch Phương nổi giận, nghiêm nghị nói. Bạch Khánh không dám giấu giếm, kể lại ngọn ngành mọi chuyện trong hôm nay cho Bạch Phương. Chỉ là đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu Bạch Tuấn Hào đã chết. Một khi chiến vực gia nhập, e là năm vương tộc đều không còn hy vọng khống chế Yến Đô. Bạch Phương trầm giọng nói, không hề tỏ ra đau buồn vì cháu trai đã bị giết hại. Bạch Khánh vội vàng hỏi, vậy ý của bố là chúng ta phải rút khỏi Yến Đô sao? Rút, tại sao lại phải rút? Bạch Phương cười lạnh hỏi. Bạch Khánh ngơ ngác không hiểu, nếu biên giới phía Bắc nhúng tay vào, chúng ta làm gì còn cơ hội chiếm đoạt Yến Đô?
ở lại có khi sẽ đắc tội chiến vực của biên giới phía Bắc. Chiến vực của biên giới phía Bắc muốn tranh đoạt đế thôn thì sao? Chẳng lẽ năm vương tộc cùng liên thủ cũng không đấu lại một cái biên giới à? Bạch Phương kiêu ngạo hỏi ngược lại. Bạch Khánh kinh ngạc nói, ý của bố là muốn liên hợp cả năm vương tộc lại để tranh đoạt đế thôn với biên giới phía Bắc sao? Cả năm vương tộc đều không có lấy một cao thủ thần cảnh. Nếu biên giới phía Bắc nhúng tay vào, vương tộc nào có thể đoạt lại đế thôn từ tay biên giới phía Bắc? Bạch Phương nói tiếp, đã không thể thì ở lại Yến Đô có ý nghĩa gì. Nhưng nếu năm vương tộc tạm thời liên thủ, nghĩ cách đoạt được Yến Đô về tay trước. Đến lúc đó, dù là biên giới phía Bắc cũng không thể thay đổi sự thật đế thôn đã bị vương tộc nắm giữ. Đợi sau khi vương tộc có được đế thôn, năm vương tộc lại thương lượng cách chia phần. Bố nghĩ sẽ không có vương tộc nào không đồng ý đâu. Bạch Khánh chợt hiểu ra, vừa kinh sợ vừa khâm phục bố mình. Con hiểu rồi. Bố cũng không có ý định một mình độc chiếm đế thôn. Dù chúng ta có muốn nuốt trọn cũng không thể, vậy thì cứ liên thủ năm vương tộc lại với nhau, chờ sau khi các vương tộc đoạt được đế thôn, chia phần cho từng nhà, thực lực sẽ tăng vọt. Bạch Khánh kích động nói, có khi vương tộc còn có thể đặt chân vào hàng ngũ hoàng tộc, rửa sạch mối nhục từ 100 năm trước. Cứ như vậy đi. Con tiếp tục ở lại Yến Đô, bây giờ bố sẽ liên hệ với các vương tộc khác, tranh thủ sớm ngày chiếm được đế thôn. Bạch Phương nói xong liền cúp máy. Cùng lúc đó, Dương Thanh giết xong Bạch Tuấn Hào lại đi tới trường mầm non. Bây giờ là giờ đón trẻ. Anh đã không gặp con gái suốt một tuần nay, bỗng thấy rất nhớ cô bé. Anh vẫn không dám lộ diện, chỉ ngồi trong xe nhìn qua cửa kính, thấy phụ huynh đã xếp thành hàng dài ở ngoài cửa trường mầm non. Dương Thanh còn nhìn thấy Tần Thanh Tâm đang xếp hàng. Nhiều ngày không gặp, sắc mặt cô tiều tụy hơn hẳn, dáng người cũng gầy đi rất nhiều. Dương Thanh thấy thế vô cùng đau lòng. Chờ anh một thời gian nữa thôi. Sau khi giải quyết xong vương tộc, chúng ta sẽ có thể trở lại cuộc sống bình thường như xưa. Dương Thanh thầm nhủ. Chẳng mấy chốc đã đến lượt Tần Thanh Tâm đón con. Rốt cuộc Dương Thanh cũng được nhìn thấy con gái. Cô bé cũng tiều tụy như mẹ, trên mặt còn chất chứa bi thương. Mẹ ơi, con nhớ bố rồi. Bao giờ bố mới về nhà? Tiêu Tiêu ngẩng đầu hỏi Tần Thanh Tâm, khóe mắt hoe đỏ. Im. Nói xong cô còn không dám nhìn con gái, sợ nhìn thấy vẻ mặt chờ mong của cô bé. Mẹ lừa con. Tiêu Tiêu bỗng nghẹn ngào trực khóc, con biết tối nào mẹ cũng lén khóc. Mẹ từng nói làm người phải thành thật. Mẹ nói cho con biết đi, có phải bố không cần chúng ta nữa, bố sẽ không về nhà nữa không? Thấy con gái cố nén nước mắt, Tần Thanh Tâm cũng không thể khống chế được cảm xúc của chính mình, nước mắt tuôn rơi. Cô không biết phải trả lời con gái thế nào. Bởi vì đến tận bây giờ, cô vẫn không biết Dương Thanh có còn sống hay không. Nếu còn sống, liệu vết thương của anh có nghiêm trọng lắm không? Trong điện thoại của cô vẫn còn video ghi lại cảnh tượng Dương Thanh gặp tai nạn. Cả người lẫn xe của anh đều bị xe tải hạng nặng tông vào, còn bị rất nhiều đất đá từ trên đỉnh núi rơi xuống vùi lấp. Tai nạn nghiêm trọng như vậy, dù Dương Thanh có còn sống thì chắc chắn cũng sẽ bị thương rất nặng. Càng nghĩ Tần Thanh Tâm càng không thể tiếp nhận sự thật này. Cô không muốn khóc trước mặt con gái nhưng lại không khống chế nổi nước mắt của mình. Thấy mẹ bật khóc, Tiêu Tiêu cũng cảm giác được gì đó, bỗng khóc giống lên, bố không cần chúng ta nữa rồi, bố không về nhà nữa. Bố là đồ lừa đảo. Rõ ràng bố đã nói sẽ ở bên con cả đời cơ mà. Tần Thanh Tâm ôm chặt con gái vào lòng, cố nén không khóc thành tiếng, nghẹn ngào không nói nổi một câu. Dương Thanh ngồi trong chiếc xe màu đen dừng ở ven đường đã thấy được, cũng nghe thấy lời con gái nói. Anh cảm thấy trái tim mình như tan nát. Dù là vợ hay con gái, anh đều không muốn họ phải rơi nước mắt. Nhưng tạm thời anh không thể xuất hiện được. Có một số việc chỉ có thể do anh gánh chịu. Mãi đến khi Tần Thanh Tâm đưa Tiêu Tiêu rời đi, Dương Thanh mới thở dài ra lệnh, lái xe. Trong văn phòng phó tổng giám đốc trên tầng cao nhất của tập đoàn Nhạn Thanh. Tần Y đang ngồi bận rộn làm việc, trước bàn bày ra một đống tài liệu dày cộp. Từ sáng đến công ty, cô ta vẫn duy trì tư thế này. Thậm chí đến cả cơm trưa cũng không ăn. Sếp Tần, muộn lắm rồi. Cô mau về đi. Bỗng một bóng người trung niên đi tới, thấy Tần Y vẫn đang vùi đầu vào công việc bèn lên tiếng khuyên nhủ. Sếp Lạc, Tần Y thấy có người tới cũng chỉ ngẩng đầu nhìn một cái rồi lại cúi đầu tiếp tục làm việc, tôi vẫn còn một vài việc chưa làm xong. Khi nào hoàn thành tôi sẽ về. Lạc Bân khẽ thở dài. Từ sau khi Dương Thanh gặp chuyện, Tần Thanh Tâm và Tần Y đều như không muốn sống nữa. Không ngừng làm việc quên cả ăn trưa.
nếu không vì Tần Thanh Tâm còn phải đi đón con, e là cô cũng ở lì trong phòng làm việc mỗi ngày. Chắc chắn chủ tịch vẫn còn sống. Đột nhiên Lạc Bân nói. Câu nói này khiến Tần Y đang định ký tên run lên, ngòi bút quệt một đường thật dài trên giấy. Cô ta bỗng ngẩng đầu nhìn Lạc Bân, kích động đến mức giọng nói cũng run rẩy. Ông nói anh rể của tôi còn sống sao? Giờ phút này, trong mắt Lạc Bân tràn đầy tự tin, nặng nề gật đầu một cái, từ lúc chủ tịch trở về Giang Hải tôi đã đi theo cậu ấy, chưa từng thấy có chuyện gì cậu ấy không giải quyết được. Tôi có một cảm giác mãnh liệt, không những chủ tịch còn sống mà còn sống rất tốt. Cậu ấy vẫn luôn âm thầm quan sát mỗi người chúng ta. Tôi tin chẳng bao lâu nữa, chủ tịch sẽ trở về. Trong mấy ngày này, Tần Y vẫn luôn sống trong áy náy. Chưa từng có ai giống như Lạc Bân, kiên định nói với cô ta Dương Thanh nhất định còn sống. Bộ dạng kiên định của Lạc Bân khiến cô ta không kìm được xúc động, nước mắt tràn mi. Cô ta mặc kệ nước mắt ướt đẫm gương mặt nhìn Lạc Bân, chờ mong hỏi, thật sao? Đương nhiên là thật. Lạc Bân cũng rất thương cô gái này. Ông ta vẫn luôn coi Tần Y như con gái. Ông ta dịu dàng nói, nếu cậu ấy biết lúc mình rời đi, cả cô và chị cô đều không chịu ăn trưa, nhất định cậu ấy sẽ rất đau lòng. Không còn sớm nữa, cô mau về nhà nghỉ ngơi đi. Cô hãy tin tôi, chủ tịch nhất định vẫn còn sống, hơn nữa không bao lâu nữa cậu ấy sẽ trở về. Dường như bị Lạc Bân kích thích, Tần Y cũng kiên cường đứng dậy, lau nước mắt nói, ông nói không sai, nhất định anh rể vẫn còn sống. Nếu anh ấy biết bây giờ tôi đang thế này, anh ấy sẽ giận. Cảm ơn chú Lạc. Chú yên tâm, cháu sẽ không tiếp tục như vậy nữa. Cháu sẽ tỉnh táo lại, tranh thủ trước khi anh rể trở về thay đổi diện mạo hoàn toàn khác để chào đón anh ấy. Đây là lần đầu tiên Tần Y gọi Lạc Bân là chú. Lạc Bân sửng sốt rồi mỉm cười gật đầu, mau về đi. Nhìn theo bóng lưng rời đi của Tần Y, sự kiên định trong mắt Lạc Bân lập tức tan biến, ngược lại tràn đầy lo lắng. Ông ta thì thào, chủ tịch nhất định phải còn sống. Trong một phòng làm việc treo đầy áp phích của nghệ sĩ ở công ty giải trí ngôi sao, một cô gái xinh đẹp đang đứng bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Cô ta chợt nhớ tới một bóng hình quen thuộc. Nếu không nhờ người đàn ông này, cô ta sẽ không được như bây giờ. Bản thân cô ta cũng không biết từ bao giờ mình lại đem lòng yêu người đàn ông không nên yêu ấy. Với địa vị hiện giờ của cô ta trong ngành giải trí, chỉ cần cô ta muốn, loại đàn ông nào chẳng có. Nhưng chỉ cô ta mới biết, cả đời này cô ta sẽ không có được người đàn ông ấy. Dương Thanh, chắn chắn anh vẫn còn sống, đúng không? Bỗng nhiên cô ta thấp giọng lẩm bẩm, ánh mắt đau buồn. Không biết từ lúc nào trên mặt cô ta đã ướt đẫm nước mắt. Hạ hà, có một ông lớn muốn gặp em mau chuẩn bị đi. Lát nữa chị sẽ dẫn em qua đó. Đúng lúc này, cửa phòng chợt bị đẩy ra. Một người phụ nữ trung niên mắt đen đi vào nói. Hạ Hà cuống quýt lau nước mắt rồi mới quay lại đáp, chị Phương, hôm nay em không khỏe, không muốn gặp bất kỳ người nào. Em khóc đấy à? Chị Phương thấy viền mắt Hạ Hà sưng đỏ, trên mặt vẫn còn vệt nước, lập tức kinh ngạc hỏi. Hạ Hà lắc đầu, em không sao. Có lẽ em vẫn chưa biết ông lớn này là ai. Cậu ấy là người phụ trách hiến đô của vương tộc họ Tào, Tào Chí, cũng là chủ tịch hiện giờ của giải trí ngôi sao. Chị Phương không còn tò mò tại sao Hạ Hà khóc nữa. Vẻ mặt kích động nói. Từ sau khi Dương Thanh gặp tai nạn, vương tộc họ Tào đã cưỡng chế nhà họ Tôn đầu hàng, còn cướp lại giải trí ngôi sao đã được Tôn Húc bồi thường cho Dương Thanh. Hiện giờ giải trí ngôi sao đã trở thành sản nghiệp riêng của Tào Chí. Bảo cô ta đi gặp Tào Chí đã cướp đoạt giải trí ngôi sao, làm sao cô ta có thể đồng ý. Sắc mặt chị Phương lập tức trầm xuống, Hạ Hà, cô đừng có được người ta nể mặt mà không cần. Cậu Tào muốn gặp cô là vinh hạnh của cô. Hạ Hà lạnh giọng nói, chị thích như vậy thì tự đi gặp anh ta đi. Dứt lời, cô ta quay người định đi ra ngoài. Chị Phương lập tức nổi giận hét lên, nếu cô dám bước ra khỏi căn phòng này nửa bước thì cứ đợi nhặt xác cho mẹ cô đi. Ánh mắt Hạ Hà cực kỳ lạnh lẽo, không hề e sợ Tào Chí, lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương. Tào Chí vừa mới nổi giận bỗng bật cười, cô Hạ, tôi không bảo Lưu Phương lấy mẹ cô ra để uy hiếp cô. Hơn nữa với thân phận của tôi, nếu thật sự muốn ép cô làm gì đó, cô nghĩ tôi còn cần phải uy hiếp cô nữa sao? Nghe Tào Chí nói vậy, sắc mặt Hạ Hà mới dịu xuống. Chỉ cần không phải lấy mẹ ra để uy hiếp cô ta, chỉ cần Tào Chí không làm ra chuyện khốn nạn gì, cô ta đều có thể chịu đựng. Nhưng vì cô ta biết Tào Chí đã cướp đi giải trí ngôi sao vốn thuộc về Dương Thanh nên vẫn không thể thân thiện nổi với anh ta. Tạch! Tào Chí bỗng búng tay một cái. Ngay sau đó,
cửa phòng bị mở ra, một vệ sĩ của vương tộc họ Tào đi vào, cậu Chí có gì dặn dò? Tào Chí ra lệnh, đưa Lưu Phương vào đây. Vâng. Vệ sĩ quay người đi ra, chưa đầy 10 giây sau Lưu Phương đã bị dẫn vào. Cậu Tào tìm tôi sao? Lưu Phương được gọi vào thì rất kích động, còn tưởng Tào Chí muốn mời mình ăn cùng. Nếu cô ta thật sự được ngồi ăn cùng với Tào Chí, đây sẽ là vốn liếng lớn nhất để cô ta đi khoe khoang. Tôi bảo chị mời cô Hạ tới một chuyến, chị mời cô ấy thế nào? Tào Chí lạnh giọng chất vấn. Lưu Phương sững sờ, không biết tại sao Tào Chí lại hỏi vậy, vội vàng cười đáp, đương nhiên là làm theo lệnh của cậu chân thành mời Hạ Hạ tới. Vậy sao? Sắc mặt Tào Chí lập tức lạnh hẳn xuống, sao tôi lại nghe cô Hạ nói cô mượn danh nghĩa của tôi dùng mẹ cô ấy để uy hiếp, ép cô ấy tới gặp tôi? Đến tận lúc này Lưu Phương mới ý thức được tại sao Tào Chí lại gọi mình vào, giật mình hoảng loạn. Bịch! Lưu Phương cuống quýt quỳ xuống, vội vàng cầu xin, tôi biết sai rồi, tôi không nên mượn danh nghĩa của cậu Tào để uy hiếp Hạ Hà. Sau này tôi không dám nữa, xin cậu Tào tha thứ cho tôi lần này. Lưu Phương thật sự sợ hãi. Cô ta biết rõ Tào Chí là người như thế nào, đến cả chủ nhà họ Tôn trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô mà anh ta còn tiện tay giết chết cơ mà. So với Tôn Húc, cô ta còn chẳng bằng cái rắm. Nếu Tào Chí nổi giận, giết cô ta dễ như dẫm chết một con kiến. Dám lấy danh nghĩa của tôi làm chuyện xấu, giết. Tào Chí quát lớn. Răng rắc. Gã vệ sĩ dẫn Lưu Phương vào lập tức tiến lên một bước ôm đầu cô ta, bỗng dùng sức vặn gãy cổ cô ta. Á! Hạ Hà hét toáng lên, vẻ mặt tràn ngập sợ hãi. Cô ta chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Mặc dù cô ta cũng rất ghét Lưu Phương nhưng dù sao cũng là quản lý của cô ta, hai người quen biết nhau đã lâu. Vậy mà hiện giờ chỉ vì một câu nói của cô ta, Lưu Phương đã mất mạng. Còn là bị người ta vặn gãy cổ. Lúc này toàn thân cô ta đều run bẩy lẩy, vừa sợ vừa giận. Cô Hạ cũng nghe thấy rồi, là chị ta mượn danh nghĩa của tôi lấy mẹ cô ra uy hiếp, thật sự không liên quan gì tới tôi. Tào Chí cười híp mắt nói với Hạ Hà. Tại sao anh phải làm như vậy? Hạ Hà nổi giận đùng đùng, chỉ mượn danh nghĩa của anh làm việc thôi anh đã muốn giết người. Anh có còn tính người không hả? Không biết là vì tức giận hay sợ hãi, giọng nói của Hạ Hà run run. Thi thể của Lưu Phương đã bị vệ sĩ lôi ra ngoài. Tào Chí mỉm cười như không quan tâm tới cơn giận của Hạ Hà. Đây chính là quy tắc của vương tộc họ Tào. Tôi có thân phận gì? Chị ta có thân phận gì? Tào Chí cười nói, dám phá hoại danh tiếng của tôi chính là tội chết. Nếu không vì nể mặt cô Hạ, chị ta đã bị ném cho cá ăn rồi. Tôi cho chị ta được chết nhanh gọn, chị ta nên cảm ơn tôi mới phải. Anh! Hạ Hà tức giận run bần bật, không nói nên lời. Chỉ là một con kiến mà thôi, cô đừng tức giận vì chị ta. Tâm địa của chị ta rất độc ác, để đạt được mục đích mà lợi dụng cô như vậy, cô còn muốn bệnh vực chị ta sao? Tào Chí vẫn giữ vẻ mặt tươi cười, hôm nay tôi dành ra thời gian hẹn cô tới ăn đều là vì cô. Đừng vì mấy chuyện nhỏ nhặt kia ảnh hưởng đến tâm trạng. Nói xong, Tào Chí búng tay một cái, mấy nhạc công người Tây lại đi vào. Thoáng chốc, trong phòng VIP lại vang lên một khúc nhạc du dương. Chỉ có Hạ Hà đang nổi giận không ăn nhập với nơi này. Nào cô Hạ, chúng ta uống một ly đi. Tào Chí mỉm cười nâng ly lên. Nhưng Hạ Hà không thèm cầm ly lên, trong mắt ngập tràn lửa giận, lạnh lùng nói, ăn cơm với loại người như anh chỉ làm hỏng khẩu vị của tôi. Xin lỗi không thể tiếp tục. Vừa nói, Hạ Hà vừa đứng dậy, nói xong lập tức quay lưng định rời đi. Chỉ là cô ta vừa mới đi tới cửa phòng đã bị hai gã vệ sĩ chặn lại. Hạ Hà hốt hoảng, quay lại căm tức nhìn Tào Chí, bảo người của anh tránh ra. Tào Chí ung dung dựa lưng vào ghế, cười híp mắt nhìn Hạ Hà, tôi vì cô phải dành ra một khoảng thời gian để mời cô ăn cơm. Cô không muốn nể mặt tôi đến vậy sao? Tôi mới chỉ gặp anh lần đầu, tại sao phải nể mặt anh? Dường như Hạ Hà đã quên mất nỗi sợ hãi vừa rồi, trong lòng chỉ còn lại lửa giận bừng bừng. Nói thế nào tôi cũng là ông chủ của cô, đúng chứ? Tào Chí vẫn duy trì nụ cười trên môi, ông chủ mời cô ăn một bữa, cô đâu thể từ chối. Nếu truyền ra ngoài sẽ không hay lắm đâu. Dù sao tôi cũng là người thừa kế nhánh ba của vương tộc họ Tào, phải không? Cô không nể mặt tôi cũng không để bụng. Nhưng một khi người của vương tộc họ Tào biết được, sợ là sẽ không vui. Vương tộc họ Tào không vui thì chuyện gì cũng có thể làm ra được. Tào Chí đốt một điếu xì gà Cuba cao cấp, chậm rãi nhả ra một ngụm khói thuốc, cười híp mắt nhìn Hạ Hà. Anh đang uy hiếp tôi. Hạ Hà không phải đồ ngốc,
đương nhiên hiểu được ý tứ của Tào Chí, vô cùng giận dữ, nhưng trong lòng lại càng hoảng sợ. Lưu Phương chỉ mượn danh nghĩa Tào Chí làm việc, anh ta đã sai người giết cô ta. Đồ khốn này chính là một kẻ điên, có thể làm ra bất cứ chuyện gì. Tôi ghét nhất là uy hiếp, sao có thể uy hiếp cô Hạ được? Tôi chỉ đang nói sự thật thôi mà. Tào Chí mỉm cười đáp lại. Vệ sĩ đứng canh ở cửa hung dữ nhìn chằm chằm Hạ Hà như đang cảnh cáo, chỉ cần cô ta dám bước ra khỏi phòng nửa bước sẽ lấy mạng cô ta. Im! Làm nghệ sĩ bao lâu nay, cô ta đã quen nhìn thấy đủ mọi loại người, đương nhiên biết rõ ý đồ xấu xa của đám đàn ông khốn nạn này. Nếu cô ở lại, e là sau này sẽ trở thành đồ chơi của Tào Chí. Chỉ cần cô chịu ở lại, sau này giải trí ngôi sao sẽ chỉ tập trung lăng xê cho cô, tối đa một tháng là có thể khiến cô trở thành siêu sao nổi tiếng nhất. Tào Chí bỗng lên tiếng. Anh ta là người thừa kế nhánh ba của vương tộc họ Tào, có loại nghệ sĩ nào anh ta chưa từng gặp. Lần nào thủ đoạn này cũng thành công. Anh ta rất tự tin. Không một nữ nghệ sĩ nào có thể từ chối điều kiện này của anh ta. Lúc này trong đầu Hạ Hà chợt hiện lên một bóng người. Mỗi lần cô ta gặp phiền phức, người đàn ông ấy đều giống như thiên thần xuất hiện trước mặt cô ta, giải quyết mọi phiền phức giúp cô ta. Thế nhưng cô ta biết rõ, một tuần trước người đàn ông cô ta mãi không thể có được này đã gặp tai nạn giao thông, còn bị đá lăn vùi lấp ở dưới. Tai nạn nghiêm trọng như vậy, dù người đàn ông ấy có là thần tiên cũng không thể sống sót được. Nghĩ tới người ấy có thể đã chết, trong đầu Hạ Hà bỗng nảy lên một ý nghĩ táo bạo. Nếu đời này không thể có cơ hội ở bên người ấy, nếu có kiếp sau có phải cô ta sẽ có cơ hội rồi không? Nghĩ tới đây, vẻ sợ hãi trong mắt cô ta tan biến, chỉ còn lại sự kiên định, không hề e ngại nhìn Tào Chí. Trong lòng Tào Chí hơi ngạc nhiên, cảm thấy ánh mắt Hạ Hà nhìn mình hiện giờ đã không còn một chút sợ sệt nào. Lúc trước anh ta cho người giết Lưu Phương ngay trước mặt Hạ Hà cũng là vì muốn dọa cô ta, tiện cho sau này ép cô ta thỏa hiệp. Nhưng bây giờ tại sao Hạ Hà lại không sợ nữa? Muốn tôi ăn cơm với loại cặn bã như anh sao? Không bao giờ. Hạ Hà lạnh lùng nói, trước giờ tôi chưa từng muốn trở thành siêu sao nổi tiếng nhất, vậy nên đối với tôi lợi ích mà anh đưa ra không đáng một đồng. Dứt lời, cô dứt khoát quay người đi ra khỏi phòng. Nụ cười trên mặt Tào Chí đã hoàn toàn biến mất. Anh ta híp mắt nhìn theo bóng lưng của Hạ Hà. Anh ta không ra lệnh, vệ sĩ của vương tộc họ Tào cũng sẽ không chặn Hạ Hà lại. Anh ta là người thừa kế của nhánh ba nhà họ Tào, chủ nhánh ba tương lai, thậm chí còn có khả năng trở thành Tào vương đời kế tiếp. Với thân phận cao quý như vậy, anh ta chưa từng bị phụ nữ từ chối. Quan trọng đối phương chỉ là một nghệ sĩ, con hát trong mắt anh ta. Cô có chắc muốn đi không? Tào Chí bỗng lên tiếng. Tuy đã không nhìn thấy bóng người của Hạ Hà nữa nhưng cửa phòng vẫn đang mở, anh ta biết cô ta nghe thấy được. Hạ Hà ở ngoài phòng VIP vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị lấy mạng, đến chết còn không sợ sao lại sợ Tào Chí. Cô ta dứt khoát không đáp lại, cất bước đi thẳng về phía trước. Nhưng dường như hành lang này dài hơn trước rất nhiều. Cô ta cảm thấy mình đã đi rất lâu mà vẫn không nhìn thấy điểm cuối. Người phụ nữ đã lọt vào mắt tôi, ai dám từ chối. Bắt con đàn bà đó về đây cho tôi. Cuối cùng Tào Chí không nhịn được nữa, nổi giận quát lớn. Ngay sau đó, vệ sĩ của vương tộc họ Tào đã chuẩn bị sẵn sàng lập tức lao vọt về phía Hạ Hà. Đương nhiên Hạ Hà cũng đã nghe thấy tiếng quát tháo tràn đầy tức giận của Tào Chí, vội vàng chạy thục mạng. Cô ta không sợ chết, nhưng nếu có thể sống đương nhiên vẫn muốn sống. Dù sao trên đời này vẫn còn người mẹ cô ta yêu thương nhất. Á! Đột nhiên, cô ta đâm vào ngực một người, hoảng sợ hét ầm lên. Cô ta chưa kịp quay lại đã ngửi thấy mùi hương quen thuộc, đầu óc chấn động ngẩng đầu lên, trông thấy gương mặt cô ta mong nhớ đã lâu. Anh còn sống. Cô ta sững sờ một lúc mới kinh ngạc thốt lên, nước mắt tuôn rơi. Không biết là vì kích động khi nhìn thấy người đàn ông mà mình ngày ngày mong nhớ hay là vì anh vẫn còn sống. Dương Thanh cười đáp, đương nhiên rồi. Nhìn thấy Hạ Hà khóc thút thít, trong lòng anh cảm thấy phức tạp. Người con gái xinh đẹp tuyệt trần này từng vì bảo vệ Tiêu Tiêu mà chấp nhận từ bỏ trinh tiết. Chỉ vậy đã đủ để Dương Thanh phải báo đáp cô ta cả đời. Ở đây là tầng cao nhất của nhà hàng Yến Đô, chỉ có mấy gian phòng VIP nên rất yên tĩnh. Vừa rồi Dương Thanh và Tiền Bưu đang ngồi ăn cơm thì nghe thấy tiếng động ở bên ngoài. Không chỉ vậy, Dương Thanh còn nghe thấy giọng nói của Tào Chí. Ban nãy Tiền Bưu còn nói giải trí ngôi sao đã bị Tào Chí cướp đi. Nào ngờ nhanh như vậy đã gặp được ở đây. Anh vốn không định xuất hiện nhưng có mấy kẻ cứ muốn đâm đầu vào chỗ chết, vậy thì anh cũng chỉ có thể tiễn chúng lên đường.
chỉ cần kẻ đáng chết đều bị diệt khẩu, tin tức anh còn sống sẽ không bị truyền đi. Danh con, đừng có nhàn rỗi xen vào chuyện của người khác, mau cút đi. Lúc này, vệ sĩ của vương tộc họ Tào cũng đuổi tới, lớn tiếng uy hiếp Dương Thanh. Bọn họ là người của vương tộc họ Tào đấy. Anh cứ kệ tôi, mau đi đi. Giờ phút này Hạ Hà cũng lấy lại tinh thần, nhớ ra thân phận của đám người kia lập tức hốt hoảng dục Dương Thanh rời đi, sợ anh bị mình liên lụy. Nếu Dương Thanh sợ anh đã không xuất hiện ở đây. Anh kéo Hạ Hà ra sau lưng, đồng thời bộc phát một luồng khí thế mạnh mẽ dọa người. Cả tầng cao nhất của nhà hàng Yến Đô đều bị sát khí mãnh liệt bao phủ. Mày là ai? Vệ sĩ của vương tộc họ Tào kia có thực lực vương cảnh hậu kỳ, được ông chủ nhánh ba của vương tộc họ Tào phái tới bảo vệ Tào Chí. Nhưng hiện giờ ông ta lại cảm thấy luồng khí thế khủng bố khiến ông ta ngạt thở. Trước giờ ông ta chưa từng có cảm giác này. Ông ta chắc chắn người trẻ tuổi trước mặt phải có thực lực cao hơn vương cảnh trung kỳ. Cao thủ đỉnh cao trẻ tuổi như vậy khiến ông ta cảm thấy như đang nằm mơ. Nhưng hình như vừa rồi Hạ Hà gọi người trẻ tuổi này là Dương Thanh thì phải. Dương Thanh? Sao lại quen thuộc như vậy? Cậu ta là Dương Thanh của tập đoàn Nhãn Thanh. Một gã vệ sĩ của vương tộc họ Tào khác bỗng chỉ vào Dương Thanh, hoảng sợ nói, không phải cậu ta chết rồi à? Sao lại còn sống? Bấy giờ, vệ sĩ vương cảnh trung kỳ mới đột nhiên nhớ ra cái tên Dương Thanh này, chỉ cảm thấy trong đầu như sắp nổ tung. Ông ta đã từng nghe nói tới sự khủng bố của Dương Thanh. Cao thủ lẽ ra đã chết trong mắt bọn họ lại bất ngờ xuất hiện trước mặt họ, khiến họ sợ chết khiếp. Ông đưa Hạ Hà vào phòng trước đi. Dương Thanh bỗng nhiên ra lệnh. Vâng thưa cậu Thanh. Tiền Bưu vội vàng đáp. Lúc trước ông ta đã bị thương, bây giờ đối mặt với cao thủ vương cảnh trung kỳ cũng không nắm chắc sẽ đánh lại được. Quan trọng nhất là, ông ta biết Dương Thanh quyết định ra mặt thì sẽ không có ý định giữ lại người sống. Dương Thanh, anh đừng lo cho tôi. Bọn họ là người của vương tộc họ Tào, thực sự rất lợi hại. Tôi không muốn liên lụy tới anh đâu, anh mau đi đi. Hạ Hà sốt ruột nói. Cô ta biết Dương Thanh rất mạnh nhưng là khi cao thủ đứng đầu vương tộc vẫn chưa tới Yến Đô. Nhưng giờ đây, những người có địa vị cao trong vương tộc đều đã đến. Bây giờ Yến Đô đã không phải Yến Đô của 7 ngày trước nữa, mà là Yến Đô của vương tộc. Yên tâm đi, đám sâu kiến này không làm hại tôi được đâu. Dương Thanh vừa dứt lời đã biến mất tại chỗ. Bịch bịch bịch. Hạ Hà tận mắt chứng kiến mấy vệ sĩ của vương tộc họ Tào vừa rồi còn hùng hổ đuổi theo mình lúc này không hề có sức chống trả, bị đánh bay ra ngoài. Cô Hạ ở lại đây sẽ khiến cậu Thanh bị phân tâm, chúng ta vẫn nên đi vào trước đi. Tiền Bưu chợt lên tiếng, Hạ Hà mới lấy lại tinh thần. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 50.